25 năm trước, tập đoàn Trần Thị. Trần Tổng, nhóm máu của cô bé là RH âm, chính là máu gấu trúc mà người ta thường gọi. Nếu sau này phẫu thuật, rất khó có thể tìm được trái tim tương thích cho cô bé. Và người làm bố mẹ, ai lại đồng ý đem trái tim của con mình cho người khác chứ? Không cần biết dùng thủ đoạn gì, tôi cũng phải giúp cho con mình được sống sót. Anh, giúp anh tìm một trái tim tương thích, bất kể giá nào. Dân thôn Trương Trang, anh định làm gì hả? Đây là con của tôi. Cô còn mặt mũi nói à? Xin cho tôi thứ lỗ vốn này. Thể diện của tôi bị cô làm mất sạch rồi. Anh họ tôi không có con. Tôi đã thương lượng với anh ấy từ trước. Nếu sinh ra là con gái, tôi sẽ đưa cho anh ấy để anh ấy nuôi. Đây là con của chúng ta. Là con của chúng ta. Chúng ta sau này sẽ có con. Sang năm cô nhất định phải cho tôi một đứa con trai. Trả con cho tôi. Cô phiền quá đi. Con gái của tôi. Báo cáo xét nghiệm máu bệnh viện đệ nhất nhân dân. Này, sao? Đây là con gái của anh à? Không thèm nữa, liên quan gì đến anh? Khoan đã. Anh muốn mua nó à? Số tiền này không đủ đâu. Nuôi con bé đi. Sau này hàng tháng đều sẽ cho anh tiền. Một ngày nào đó sau này chúng tôi sẽ đến đón con bé đi. Mỗi tháng đều cho à? Tuyệt đối không nuốt lời. Nuôi nấng tử tế vào. Đồ ngu. 10 năm sau, nhà họ Lâm. Đi. Mẹ, anh tránh xa con gái tôi ra. 10 năm trước anh muốn bế nó đi, bây giờ anh muốn gì đây? Cô hiểu cái gì chứ? Chúng tôi sẽ phát tài. Họ cho rất nhiều tiền. Có cho bao nhiêu tiền cũng đừng hòng mang con gái tôi đi. Phí lời. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ. Mày lại đây cho tao. Bố, bố không sao chứ? Nặc nặc, chạy đi. Muốn đi à? Muốn rồi, họ đã tới rồi. Chạy đi. Chính là cô bé đó, không còn kịp nữa, mau đưa nó đi. Phanh được moi tim ra. Bây giờ sẽ dẫn mày đi xuất ngoại chui. Mày sắp được giải thoát rồi, đừng trách bọn tao. Kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt nhé. Không ổn rồi, có kiểm tra. Dừng xe, mau ném nó xuống. Nhưng mà bị kiểm tra ra thì toi đó. Mau ném đi. Tập đoàn Trần Thị. Chủ tịch, hai người có trái tim tương thích đồng thời xuất phát. Trong đó đứa bé nhà Lâm Sơn bất ngờ bị kiểm tra nên thất bại. Người còn lại đã thành công tới nơi, đã liên hệ với đội phẫu thuật rồi. Giờ có thể bắt đầu giải phẫu. Tôi biết rồi. Lâm Sơn nói con gái của anh ta kế thừa nhóm máu của vợ. Bây giờ vợ của anh ta cố chấp làm ầm lên, làm sao bây giờ? Vậy cũng chớ lãng phí. Giải phẫu cần lượng máu rất lớn. Bắt mẹ nó lại đi, làm kho máu di động. Tránh lúc đang phẫu thuật cho con gái tôi lại không đủ máu. Đợi mấy năm sau. Nếu trái tim này không dùng tốt thì lấy tim của mẹ nó. Vẫn là chủ tịch nghĩ chu đáo. Ra ngoài đi. Nặc nặc. Nặc nặc. Nặc nặc. 5 năm sau, tập đoàn Đại Hạ. Lâm Nặc, CEO tập đoàn Đại Hạ. Chị Nặc, năm xưa ở biên giới, lúc nhặt được con, bố còn tưởng con chỉ là một đứa ăn hại. Không ngờ để có thể nổi bật hơn người, con dám làm mọi chuyện. Bố còn nhớ rõ, năm xưa, lúc người nước ngoài cầm súng chĩa vào đầu con không hề chớp mắt. Là con đã giúp bố tạo dựng nên tập đoàn Đại Hạ như bây giờ. Hôm nay, bố cũng muốn tặng món quà hoành tráng cho con. Bố nuôi, con không có hứng thú với tiền bạc. Không phải tiền, bố đã nhờ bạn bè ở trong nước tìm suốt 15 năm mới tìm thấy hành tung của mẹ con. Con muốn về nước. Con nghĩ việc, không gây phiền toái cho tập đoàn nữa. Con không cần nghĩ việc. Con vì tập đoàn Đại Hạ của bố
đã lập công lao hạng mã. Bố nhất định ủng hộ con rốt cuộc. Tất cả thế lực trong nước của tập đoàn Đại Hạ, tùy con sai bảo, nguyện gì hết mình vì chị nặc. Bố, gọi con đến đây làm gì? Con đang muốn dẫn bạn gái ra ngoài chơi mà. Con cả ngày chỉ biết chơi. Bây giờ, chúng ta đang có một chuyện tốt đẹp vô cùng. Tập đoàn Đại Hạ có một nhân vật quan trọng muốn tới thành phố chúng tôi. Trần Tổng muốn đích thân tiếp kiến, và việc tiếp đãi này đã giao cho chúng tôi. Cơ hội cho chúng tôi phát tài đó. Nào, được, con nhất định phải cố gắng hết mình, không phụ lòng kỳ vọng của Trần Tổng. Đúng rồi. Sao nữa? Gần đây, đừng hỏi tình hình của mẹ con. Thiên Kim Trần Tổng lại thấy đau tim rồi. Bố sợ con làm cô ấy mất hứng. Bố yên tâm đi. Chúng tôi bây giờ có cuộc sống tốt thế này, đã sớm quên mẹ từ lâu rồi. Chị Nặc. Lục Tân. Chị Nặc, không ngờ chị vẫn còn nhớ em. Cậu Lục quyền thế ngập trời, sao lại tới đây phục vụ cho chị vậy? Năm xưa, gia tộc phái em xuất ngoại để tham gia huấn luyện. Còn nhớ lúc đó, hình như em đã chọc giận đám người nước ngoài đó, là chị đã cứu em. Cho nên sau này, em đã quyết định ở Đại Hạ để trả ơn. Cậu ở lại đây, thiệt thòi cho cậu rồi. Phục vụ cho chị là vinh hạnh của em. Đây là tổng giám đốc Giang Đào của em, sau này sẽ làm lái xe cho chị. Chị Nặc, mời lên xe. Căn phòng họp này lát nữa sẽ tiếp đón một nhân vật lớn. Sắp xếp thật cẩn thận cho tôi, không ai được mắc sai lầm. Dân. Dạ. Cô gào lên gì chứ? Chỉ là sờ vào cô một chút thôi mà. Không muốn làm nữa à? Không ổn rồi, có người đến cổng gây sự. Cái gì? Theo tôi đi xem. Trả tiền. Tôi đã nói rồi, có chuyện gì cứ đến văn phòng của tôi tìm tôi mà. Làm sao? Hôm nay biết tôi sẽ làm việc lớn, cố ý đến phá hoại, phải không? Ông Tổng, tôi cũng đã hết cách rồi. Chuyện này rõ ràng là các người ăn chặn của người tôi, đồng nghiệp của tôi vẫn đang nằm ở ICU đó. Chút chuyện đó của bọn mày có là gì chứ? Tao đã nói rồi, bọn mày có chết đi thì cũng chả ảnh hưởng gì. Muốn phá hoại chuyện tốt đẹp của tao à? Đánh chúng cho tao. Trả tiền đi. Trả tiền lại cho chúng tôi. Mau trả tiền lại đi. Trả tiền lại. Một xu cũng đừng hòng lấy được. Trả tiền cho chúng tôi. Đây là ai? Sao lại đánh người trước cổng khách sạn? Không biết, nhưng hình như người đó đang dẫn theo các công nhân của tập đoàn Trần Thị. Em cũng chưa từng gặp hạng người thấp kém như thế. Dừng lại, xem là có chuyện gì. Chị Nặc, Lục Tổng, em có quen người này, tên là Lâm Thiên, là con của Lâm Sơn, giám đốc bộ phận thuộc tập đoàn Trần Thị. Người đó từng tặng quà cho em, có điều em bơ lát hắn. Lâm Thiên. Bố ơi, bố không sao chứ? Vậy thì không cần dừng lại, tông thẳng vào đó. Hả? Tông thẳng vào, nghe lời chị Nặc, đừng do dự. Dừng. Mẹ nó, ai thế? Mua, mày xuống xe cho ông mày đập chết mày luôn. Giang, tổng giám đốc Giang. Sao họ đánh anh? Các quản lý, chúng tôi làm việc cho tập đoàn Lâm Thị. Thế nhưng cậu Lâm Thiên, hắn cũng xứng được gọi là cậu ư? Lâm Thiên, hắn ăn chặn tiền bảo hiểm của chúng tôi. Có đồng nghiệp của chúng tôi bị tai nạn lao động ngoài ý muốn, nguy hiểm tính mạng, nhưng không đòi được tiền. Vậy giờ nấy sao được? Đều là các nhân viên chúng tôi tự bỏ tiền túi cùng quyên góp tiền cho anh ấy đi khám. Chúng tôi muốn đến tập đoàn Trần Thị đòi lại sự công bằng, nhưng Lâm Thiên hắn năm lần bảy lượt sai người xua đuổi chúng tôi. Chúng tôi cũng biết được hôm nay có nhân vật lần nãy đến đây, bèn lần mình đến. Các người trọng tình trọng nghĩa đều rất tốt. Công trường nguy hiểm, bảo hiểm chính là bảo vệ cho các công nhân. Đến cả số tiền đó cũng muốn ăn chặn sao? Lương tri cơ bản làm người cũng không có. Này, cô là ai thế hả? Lương tâm của cậu xấu xa như vậy, không có bố mẹ vậy sao? Đang hỏi cậu đó. Dân, thưa tổng giám đốc Giang, bố tôi có dạy. Vậy mẹ cậu đâu? Mẹ tôi chết rồi.
Mày là ai hả? Mày dựa vào cái gì mà đánh tao hả? Cậu không có mẹ vậy thì tôi dạy thay bà ấy. Cậu nói mẹ cậu chết rồi sao? Chết rồi. Mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi. Các người có thể đem toàn bộ nguyên vật liệu của công ty đến tập đoàn Hạ Đằng. Đến lúc đó chúng tôi sẽ gây áp lực với Trần Thị, ứng chi phí cho đồng nghiệp của các anh. Đa tạ, đa tạ. Cảm ơn các quản lý. Cảm ơn. Hết chuyện rồi, về hết đi. Alo con trai, xử lý thế nào rồi? Alo bố à, con bị người ta đánh. Cái gì? Ai dám đánh con? Là tổng giám đốc Giang. Vừa rồi có một đám nông dân, công nhân đến sinh sự, con đuổi chúng đi. Tổng giám đốc Giang lại ra mặt giúp chúng. Càng quấy, hắn là cái thá gì mà dám giáo huấn con chứ? Bố, sao đột nhiên bố lại dám ăn nói như thế chứ? Bố con bây giờ là tổng giám đốc đó, ngang hàng với hắn, trực tiếp phục vụ cho chủ tịch Lục Tần. Bố, sao đột nhiên bố lại được thăng chức thành tổng giám đốc thế? Thiên kim nhà họ Trần thấy đau tim. Mẹ con đang hiến máu cho cô ấy. Sau khi tích trữ đủ sẽ thay tim cho cô ấy. Chuyện này chính là tiền an gia cho chúng ta. Quá tốt rồi. Sớm biết thế, vừa nãy con đã không nhẫn nhịn gã gian đào đó rồi. Con trai, con đợi bố. Giờ bố sẽ dẫn người đến đó giúp con xả giận. Chị Nặc, đây là tư liệu của bệnh viện Hoàng Á, xem qua đi. Theo tìm hiểu của bọn em, bệnh viện Hoàng Á là một bệnh viện nhỏ, nhưng nó lại có bác sĩ khoa tim mạch đứng đầu cả nước. Với lại, tập đoàn Trần Thị đứng tên một chiếc du thuyền xa hoa, trong mấy ngày nay náo nhiệt nhất, nó lại tạm dừng kinh doanh. Cho nên bọn em hoài nghi có khả năng là muốn tiến hành ca phẫu thuật tim mạch trên biển. Tin này có xác thực không? Chỉ là suy đoán hợp lý, vì theo thông tin bọn em nghe ngóng được, thiên kim tập đoàn Trần Thị gần đây lại thấy hơi đau tim. Có thể vào trong điều tra không? Bệnh viện đó là Trần Khê, em họ có Trần Tam Giáp, toàn quyền cổ phần khống chế. Trước mắt chúng tôi chưa tìm được lý do gì phù hợp. Đi mở cửa đi. Giang Đào, con trai tao mà mày cũng dám đánh. Hôm nay ông đây bóp chết mày. Người đâu, giết hắn cho tao. Giết hắn. Ông muốn giết ai hả? Lâm Sơn. Lục Tổng, bố, chính là hắn, vừa nãy đánh con, hắn cũng có ở đó. Con đến cả Lục Tổng mà cũng không biết mặt à? Lục Tổng ư? Bố, bình thường con cũng đâu được gặp nhân vật lớn như thế. Lâm Sơn, ông dạy được đứa con trai ngoan. Dựa vào phẩm hạnh của hai cha con các người, sao có thể đại diện tập đoàn Trần Thị hợp tác với Hoa Đằng tôi được chứ? Lục Tổng, tôi thật sự không biết cậu đang ở đây. Cậu, tôi không có mặt thì có thể làm càn à? Không ạ, à, không ạ, à, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi, cúi đầu. Xin lỗi, được. Bố. Lục Tổng, thật xin lỗi. Lâm gia các người được nhận hạng mục này vừa hay là hợp tác với tôi. Bây giờ nông dân công nhân gặp chuyện, tin tức tiêu cực đều do chúng tôi gánh chịu. Các người tính toán hay ghê đó. Lục Tổng, chúng tôi thật sự không có ý đó. Đều tại con trai tôi quá mức tham lam, ích kỷ. Thế này đi, tôi sẽ bỏ tiền túi của mình cho các nông dân, công nhân đó. Cậu hãy nguôi giận đi. Còn không mau tạ lỗi với Lục Tổng đi. Lục Tổng, là tôi không tốt, là tôi không làm đúng, tại tôi tham lam. Xin Lục Tổng bỏ qua cho tôi. Hoa Đằng hậu thuẫn cho Đại Hạ. Phụ lòng Hoa Đằng chính là phụ lòng Đại Hạ. Cậu nghĩ tự tát miệng vài cái là có thể qua mặt Đại Hạ hay sao? Cô gái này, vậy cô định xử trí thế nào? Nếu là hắn tham lam, khiến cho công nhân phải nằm trong ICU thoi thớp, vậy thì chặt cái tay này đi, tránh gây ra hậu quả. Lục Tổng, đùa thế này hơi quá rồi. Ông thấy tôi giống đang đùa lắm mà. Ông dạy dỗ con trai không ra gì. Vậy thì tôi hỏi ông, vợ ông đâu? Vợ tôi đã qua đời từ lâu rồi.
Vậy sao? Mộ ở đâu? Nhiều năm trước, bà ấy đã mất tích. Chúng tôi coi như bà ấy đã chết. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Câu nói này cũng xứng được thốt ra từ miệng của ông sao? Lâm Sơn này, ở thành phố Giang Hải, cũng là nhân vật có tiếng tăm. Ông có mặt mũi gì chứ? Lục Tổng, tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Cần Thị. Các người không thể làm thế này với tôi. Tổng Giám đốc bán vợ bán con mà cũng xứng làm loạn ở đây sao? Cô gái này không nên nói lung tung. Tôi bán vợ con lúc nào? Ông vốn dĩ là nông dân trong thôn, sao đột nhiên lại lên chức quản lý của tập đoàn Trần Thị chứ? Đúng vậy, Trần Tổng coi trọng năng lực của tôi. Trần Tổng từng nói anh hùng không hỏi xuất xứ, nên mới đặc biệt đề bạt tôi. Vậy sao? Vậy ông từng có một đứa con trai và một đứa con gái, sao giờ chỉ còn một đứa con trai vô dụng vậy chứ? Con gái của ông đâu? Con gái của tôi nhiều năm trước đã cùng vợ tôi mất tích rồi. Bây giờ biết đâu đều đã chết rồi. Với lại chúng tôi với con bé là nhung nhớ ngày đêm, sao tôi có thể bán vợ bán con chứ? Lâm Sơn, trước mặt tôi mà ông còn nói dối, là thật sự không nhận ra tôi sao? Cô gái này, chúng ta từng gặp nhau sao? Vậy thì ông nhìn kỹ một chút đi. Tôi là ai? Nhớ ra chưa? Chẳng lẽ mày là... Không thể nào. Không thể nào. Mày... Mày đã chết rồi mà. Bố... Bố quen ả à? Người vừa nãy đánh con chính là ả đàn bà này. Có lẽ nó là nặc nặc đó. Chị ư? Con trai, chạy mau. Chị nặc, có cần em đi cản bọn họ không? Họ không chạy thoát được đâu. Không cần đâu. Tạm thời bọn họ phải sống tiếp thật tốt. Chỉ có như vậy, chị mới có thể biết mẹ chị ở đâu. Chị có manh mối sao? Không có. Như thế khác gì đánh rắn động rừng. Cậu đang dạy chị nặc làm gì cả? Em không dám. Đừng hung hăng với nhân viên. Chị chính là muốn đả thảo kinh xà. Chỉ có như vậy, chị mới có thể biết được vị trí của rắn nằm ở đâu. Chúng ta chuẩn bị góp công nghiên cứu việc hợp tác về mô hình D3, đầu quân cho tập đoàn Đại Hạ. Cộng thêm hạng mục của tập đoàn chúng ta trong tương lai 5 năm gần đây, tập đoàn Đại Hạ khó mà lường được. Có thể bám lấy cây đại thụ đó, giá gì cũng xứng đáng. Dân. Anh à, anh không được vào trong đâu. Anh phải hẹn trước. Tôi tìm chủ tịch có chuyện lớn. Chuyện gì vội vã như vậy? Chủ tịch quản lý Lâm không hẹn trước mà cứ đòi gặp ngài. Tôi biết rồi, ra ngoài trước đi. Dạ. Chủ tịch, con bé trở về rồi. Ai về rồi cơ? Con gái của tôi. Với lại, nó còn bám lấy Lục Tần. Tôi thật sự nên cho ngài thấy cái bộ dạng cáo mượn oai hùng, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của nó trước mặt Lục Tần. Thế mà nó lại không chết. Đúng vậy. Ngài nói xem, giờ phải làm sao đây? Nếu nó đem chuyện năm xưa nói ra hết thì... Hoặc là nói, tôi bây giờ có một trái tim trẻ trung hơn rồi. Nó là bồ của Lục Tần đó. Lục Tần ư? Bây giờ tập đoàn Đại Hạ cũng cử người đến rồi. Chỉ cần có thể giao hảo với nhân vật lừng lẫy đó. Lục Tần dám làm gì tôi chứ? Vậy chủ tịch, tôi còn lo lắng một chuyện. Ngài nói xem, nhỡ mà cho nó và mẹ nó gặp lại nhau, đến lúc đó Tố và Trần ngài thì biết phải làm sao? Đã nhiều năm như vậy, ông đến cả vợ mình cũng chẳng tìm thấy. Ông cho rằng nó có thể tìm thấy sao? Đúng. Yên tâm đi, không ai có thể tìm được Tô Dân ở đâu đâu. Bà ấy ở một nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Đúng rồi Lâm Thiên, vừa hay cậu cũng ở đây. Cậu hãy ăn mặc đẹp đẽ. Đi gọi video cho mẹ cậu đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời thoại cho cậu rồi. Dân. Chủ tịch. Mau thay đi. Con nhanh lên. Bỏ khuyên tai đi. Mẹ, gần đây mẹ sống ổn chứ? Con rất nhớ mẹ.
Con gần đây vẫn đang học tập chăm chỉ. Con đã giành được học bổng ở trường đại học 15 năm trước. Con gái của tôi đâu? Nó chết rồi. Tên súc sinh. Đúng là tên súc sinh. Súc sinh ư? Phải. Là tôi đã hại chết con gái của cô. Đừng quên, cô còn một đứa con trai. Họ nói tôi nên giam cô lại, nhưng tôi cho rằng không cần làm thế. Đối với một người mẹ mà nói, tình thương của người mẹ là ổ khóa vô hình. Ổ khóa này có thể nhốt cô cả một đời, khiến cô không tài nào thoát được. Anh muốn làm gì Thiên Thiên? Sao? Hoặc là hy sinh con trai của cô, muốn đòi công bằng cho con gái cô, hoặc là ngoan ngoãn ở lại chỗ tôi, cố gắng vì con gái mình. Cô tự lựa chọn đi. Có điều, tôi cảnh cáo cô, cô đã mất con gái rồi, bây giờ còn có cơ hội bảo vệ con trai của cô. Từ từ nghĩ kỹ đi. Nghĩ thông suốt rồi thì làm giải phẫu chỉnh hình. Tôi cho cô một thân phận mới. Từ đây, trên đời này không còn cô của trước đây. Chuẩn bị giải phẫu. Con, vì con, mẹ có thể hy sinh mọi thứ. Con ngoan, mẹ tự hào vì con. Bà còn muốn xem clip của con trai mình bao nhiêu lần nữa? Bà già đáng chết. Bà biết khi sao? Tôi cho bà ra ngoài là để thu dọn đồ đạc cho tôi mà. Còn không mau đi. Hôm nay anh Lục Tần sẽ tiếp đón nhân vật lớn. Tôi phải giúp đỡ đó. Cô chủ sẽ xong ngay đây. Lằng nhằng quá. Tôi thật không hiểu sao bố của tôi cứ không chịu đuổi việc bà già vô dụng như bà. Cô chủ có thể đi ra ngoài được rồi. Bà không biết tim tôi không tốt sao? Còn bắt tôi tự xách. Thật xin lỗi. Bà xách đi. Chờ một chút, thấy anh Lục Tần tôi sẽ xách. Dạ. Lục Tổng, Trần Mộng Như tới rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi. Cậu đi đi, chị ở lại đây một chút. Vâng. Đem đi giúp chị. Thằng nhóc, đừng có mắc ói như vậy. Chị Nặc, em không có ý gì. Em chỉ cảm thấy mua thêm một chai nữa thì lãng phí. Không thấy gì cả. Đưa túi cho tôi. Bà ở đây chờ đi. Dạ. Vậy tôi tới đại sảnh chờ cô nha. Phát hiện bà không hiểu tiếng người phải không? Tôi kêu bà ở đây đợi, bà tới sảnh làm gì? Không lẽ tôi đi rồi còn phải chào hỏi bà một tiếng? Dạ không. Cô gọi điện trước cho tôi là được rồi. Tôi và bà rốt cuộc ai là người hầu? Tôi đi rồi còn phải gọi điện thoại cho bà sao? Vốn dĩ tim đã không ổn, sao bà cứ làm phiền tôi hoài vậy? Nhưng cứ đứng hoài ở đây không có chuyện gì làm hết. Không có chuyện gì làm phải không? Tổng cộng 22 hạt trân châu, tìm đủ cho tôi. Thiếu một viên, tôi lột da của bà đó. Cô bé, cảm ơn cháu. Dì tự làm được rồi, không sao đâu. Trần Mộng Như này từ trên tình báo cho thấy rất trầm ổn. Thì ra lại xấu tính như vậy.
Nặc Nặc nếu còn sống có lẽ cũng lớn như vậy. Đếm thử xem, xem có đủ 22 viên không. 19, 20, 21, 22, vừa đủ, không thiếu. Phải rồi, cô ấy là gì của gì mà tại sao bắt nạt gì vậy? Nói nhỏ thôi. Sao vậy? Cô ấy là thiên kim của ông chủ nhà gì, không nên chọc vào nhà họ đâu, vì sợ họ nghe thấy sẽ gây phiền toái cho cháu đó. Vậy thì cháu đi đi, cháu đi trước nha. Cảm ơn cháu nha. Cháu nhìn thấy có người bán kem, dì ăn một cây đi. Không không không, có phải là cháu trước đây đã biết cô ấy là thiên kim của tập đoàn Trần Thị được không? Thì sao? Cháu muốn tiếp cận tập đoàn Trần Thị sao? Dì chỉ là người hầu thôi, dì không có tiếng nói. Dì nhìn ra cháu muốn trèo cành cao hả? Vậy hay là dì tâm sự sơ qua với cháu đi. Lấy cây kem này hối lộ cho dì đó. Có phải là bút đầu cho lạnh quá không? Cháu mau nhả ra đi, nếu không sẽ còn lạnh hơn, đau hơn đó. Lạnh bút đầu phải không? Cái con bé khờ này, con làm mẹ thấy buồn cười quá. Mau nhả ra đi, còn không nhả ra thì cái đầu nhỏ của con sẽ đau lắm đó. Đúng là khờ thiệt, đi thôi. Nè cô bé, cháu kinh doanh cái gì vậy mà muốn tiếp cận tập đoàn Trần Thị? Cháu làm công ty nước ngoài. Phải rồi, hiếu kỳ hỏi một chút, Trần Mộng Như có phải là hay bị đau tim không? Phải. Vậy cô ấy hay khám bác sĩ nào vậy? Bởi vì cháu có một người họ hàng tim cũng không ổn lắm. Xin lỗi nha, vì chị không biết. Ngày nào đó bà lỡ nói ra, tôi sẽ khiến cả nhà bà đoàn tụ với nhau dưới địa phủ. Cháu chỉ thuận miệng thôi. Trong phòng họp, đây là kế hoạch phát triển mô hình của tập đoàn Trần Thị. Rất tốt, đây là nội dung em chuẩn bị nói trong cuộc họp à? Anh Lục Tần, anh thấy đại nhân vật đó sẽ thích chứ? Anh thấy cũng tạm được. Chờ tối nay sau khi họp xong, anh Lục Tần có thể dẫn em đi kính rượu. Em ăn mặc thật đẹp để đứng bên cạnh anh, dễ dàng lắm đó. Không cần, anh cảm thấy vị nhân vật lớn đó cũng không thích kiểu giao lưu như thế. Vậy nếu hôm nay thuận lợi, hai chúng ta đi uống một ly rượu được không? Bỏ đi, tim em không ổn. Em biết là anh quan tâm em mà. Vừa hay nhắc đến chuyện tim mạch, gần đây cũng không biết sao tim anh thường xuyên thấy đau. Em có quen bác sĩ nào có thể giới thiệu không? Nhà em có bệnh viện, tên là bệnh viện Hoàng Á. Bác sĩ khoa tim mạch ở đó rất là lợi hại, nhưng mà ông ấy chỉ tiếp khách VIP, bệnh nhân thường sẽ không gặp được. Em có thể dẫn anh đi nha. Ây da, khó rồi. Anh thường ngày khá là bận, thời gian anh còn chưa dám chắc. Vậy anh cầm theo tấm thẻ này của em, không cần hẹn trước, có thể gặp bất cứ lúc nào. Cảm ơn, đã giúp được một việc lớn rồi. Mắc cười thiệt đó. Sau này chị xong việc rồi sao? Xong rồi. Vậy đi ăn cơm đi, chị đói rồi. Được, đến phòng em đi, có thể gọi món. Anh Lục Tần, hai người quen nhau sao? Vậy hai người đi trước đi, em tự về được rồi. Được. Tạm biệt. Con hồ ly tinh đó là ai? Cô chủ, tôi thật sự không biết cô ấy là ai. Tôi cũng không biết cô ấy có quen Lục Tổng. Vừa rồi hai người nói chuyện vui vẻ ghê đó. Đâu có, sao bà lại đê tiện như vậy? Tôi kêu bà chở ở đây cũng chọc cho tôi nổi giận. Trân châu tôi cần đâu. Tổng cộng 22 viên, tìm xong hay về nhà? Quay lại đi. Bố, á đàn bà bên anh Lục Tần. Bố nghe nói rồi, hình như đó là bạn gái của cậu ta. Mà cô ấy còn sao là... Sao có thể có bạn gái? Với lại á hồ ly tinh đó còn lên phòng của anh ấy dùng bữa. Tối nay con muốn bố xử á ta. Con gái ngoan, vốn dĩ bố muốn xử ả, nhưng vừa hay có nhân vật lớn đến. Không được, hôm nay con muốn phải xử á ta. Tập đoàn Trần Thị, quả năm xưa gây ra, tự mình thu dọn tàn cục đi. Thời điểm này thích hợp sao? Một ả đàn bà thôi mà, có nhà họ Lục hậu thuẫn cho Lục Tần, cậu ta cũng không thiếu phụ nữ. Vâng. Lần này ả không sống nổi đâu. Chị Nặc, lúc trời còn chưa tối, em sẽ đến bệnh viện một chuyến. Đi đi.
đang ở nước ngoài. Cái danh hiệu cậu chủ nhà họ Lục mà cậu nói ra không có giá trị gì đâu. Em có nói rồi, còn bị tát hai cái. Cậu là một con dê mập mạp, đương nhiên đều sẽ xông vào đập cậu rồi. Cảm ơn chị. Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ là nhận lợi ích từ nhà họ Lục. Trước khi cậu về nước, từ hôm nay trở đi, cậu cứ theo tôi, kêu tôi là chị Nạc được rồi. Vậy em đi theo chị, chị phải cho em tiền tiêu xài. Không cho. Chị Nạc, thằng bé ngoan quá. Vậy đợi lát nữa chúng ta gặp ở phòng họp. Chị tắm đã rồi đi. Được, nhưng lúc còn nóng ăn đi. Anh à, xác định Lục Từng không có ở đây. Em đã chính mắt nhìn thấy hắn đi khỏi từ lâu rồi. Tiền đã được chuyển vào thẻ của cậu, cậu lập tức bỏ trốn đi. Dừng. Các anh trai, ngại quá. Chắc chúng tôi đi nhầm phòng rồi. Đâu có đi nhầm. Chẳng phải mày nói Lâm Nặc ở trong phòng này sao? Chị Nặc không ở đây, nhưng mày hôm nay sẽ chết tại đây. Được. Qua đằng chúng mày vì một ả đàn bà dám đối đầu với tập đoàn Trần Thị. Cái gì qua đằng? Chưa từng nghe. Kẻ đối đầu với đại hạ bọn tao chỉ có chết. Cái gì đại hạ? Tao đâu có chọc đại hạ. Các anh trai, chúng ta cứ từ từ trò chuyện. Thương lượng được mà. Thương lượng được. Hậu thuẫn của Lâm Nặc không phải Lục Tần, là đại hạ. Ông chủ, chúng ta gây sự nhầm người rồi. Ông chủ sao thế? Hình như tôi nghe thấy giọng của Trần Khuê. Chắc tôi nghe nhầm rồi. Đi thôi. Con gái à, bố đã phái người đi xử bọn chúng rồi. Sao còn giận thế? Hồ ly tinh đó rốt cuộc là ai? Ả từ đâu tới? Nhắc tới cũng trùng hợp, con bé đó chính là con bé có trái tim tương thích với con năm xưa. Con không cần biết đâu. Bố, bố mau xử ả đàn bà đó đi. Anh Lục Tần chỉ có thể là của con. Sau lưng anh ấy là nhà họ Lục, vốn dĩ tim đó không tốt, còn muốn tranh giành đàn ông với con. Đừng lo lắng, Trần Khuê đã ra tay rồi. Đừng nổi giận. Tức giận là phụ nữ xấu đi đó. Lần này đại hạ phái người tới, nhất định phải cho bọn họ có ấn tượng tốt. Thân thiết với đại hạ rồi thì có thể tiếp cận Lục Tần gần hơn nữa. Biết rồi. Ta mãi mãi vẫn nhớ kỹ cặp mắt kính này. Mày rất thích kiểu kính này phải không? Mày đúng là mạng lớn. Vậy mà lại thân với đại hạ. Tao nghĩ trước đây mày nên xử tao, sau đó ném xuống vách núi. Như vậy thì bây giờ không cần phải gặp tao nữa. Nói, có phải mẹ của tao đang ở bệnh viện Hoàng Á hay không? Tao đến bệnh viện Hoàng Á điều tra. Bác sĩ đó vốn không hề khám cho Trần Mộng Như. Nói, rốt cuộc là thế nào? Chủ tịch với tao ân trọng như núi, tao không thể phản bội ông ấy. Muốn chém muốn giết, tùy chúng mày. Tao biết Trần Tam Giáp cho mày công ty, cho mày hạng mục, còn trực tiếp đón cả con vợ của mày. Mày cảm thấy mày có thể vì chủ hy sinh, còn có thể để lại tài sản cho vợ con. Bản thân cảm động vô cùng, có đúng không? Mày đã hiểu rõ rồi. Sao tao có thể phản bội ông ấy chứ? Lâm Nặc, mày đừng tưởng rằng mày thân được với đại hạ thì có thể ở trước mặt tao cáo mượn oai hùng mà. Sao chị ấy phải bắt thân với đại hạ chứ? Chị ấy vốn chính là CEO của đại hạ. CEO ư? Vậy thì đã sao? Tao không sợ chết. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời con người không phải là chết, mà là không có chút ý nghĩa nào để tiếp tục sống. Nhưng trùng hợp chính là tao có năng lực làm cho cuộc đời của mày trở nên không có chút ý nghĩa nào hết. Dừng công trình lại đi. Được. Công trình gì cơ? Đương nhiên là công trình của nhà mày. Mày điên rồi. Qua đằng cũng sẽ tổn thất mấy nghìn vạn đó. Nhà tao chỉ tổn thất vài trăm vạn thôi.
Tao đã tính toán từ lâu rồi. Hoa Đằng sẽ tổn thất 3.000 vạn, nhà mày tổn thất 420 vạn. Không quan trọng. Hoa Đằng tổn thất 3.000 vạn, có Đại Hạ lo. Nhưng nhà mày tổn thất 420 vạn, tới lúc đó chỉ còn vợ con mày. Họ cán đáng nổi hay sao? Ông chủ của tao sẽ không bỏ mặc. Nực cười. Bọn tao sắp đối phó với Trần Tam Giáp rồi. Mày cảm thấy hắn lúc này có thời gian lo cho vợ con của mày sao? Lâm Nặc, quả không liên đới đến người nhà. Miệng của mày mà cũng xứng nói ra câu đó sao? Mày là ma quỷ. Không, ma quỷ cũng không tàn nhẫn bằng mày. Được, tao nói là được chứ gì. Tao vẫn thích bộ dạng bất cần đời của mày lúc ban đầu đó. Tao còn có một yêu cầu. Nói. Tao phản bội ông chủ tao, hắn sẽ không tha cho người nhà tao. Tao cần 3 vé máy bay ra nước ngoài. Đêm nay nhất định phải đưa tao đi. Và là nước phát triển. Được. Tao thực sự không biết hành tung của mẹ mày. Mấy năm nay bà ấy bị giấu đi rất kỹ. Nhưng tao biết một bí mật của bệnh viện Hoàng Á. Bí mật gì? Người 15 hàng tháng, cả gia đình ông chủ tao đều sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn không cho bọn tao đi cùng. Càng quan trọng hơn là bệnh viện này có một bác sĩ chỉ đi làm vào ngày 15, mà là đến từ thủ đô, đặc biệt bay tới. Lập tức điều tra bác sĩ này đi. Tao xong việc rồi chứ? Chờ một chút. Biến đi. Em sẽ lập tức sắp xếp nhân lực, điều động tài nguyên đi điều tra bác sĩ này. Em nhất định sẽ đưa hắn từ thủ đô đến đây. Với lại, lần này em không uổng công đến bệnh viện Hoàng Á. Em đã mua chuộc được một y tá. Từ giờ trở đi, em sẽ bảo cô ta điều tra mọi tư liệu về ngày 15 cho em. Phía thủ đô phải nhờ tới lực lượng của cậu chủ nhà họ Lục với cậu rồi. Nhờ cậu đó. Không thành vấn đề. Cậu làm tốt lắm, rất là giỏi. Cảm ơn chị đã khen ngợi. Em để các nhân viên ở lại đây, tùy ý chị sai khiến. Được. Alo, cậu chủ, tôi đang họp sao thế? Chị ấy vừa mới khen tôi rất giỏi. Tôi chưa từng yêu đương, như thế có phải là có thiện cảm với tôi không? Hàng ngày tôi bận bù đầu, người làm chủ lại ở bên ngoài đi phát cơm chó. Không phải, không đến mức chửi người thế chứ. Đã sắp xếp xong xuôi. Đi thôi, chỉ trách năm xưa đã chọc giận nhầm người, khiến Trần Thị đem tới thảm họa. Bớt nói nhảm đi. Đây, đây là vé máy bay chị nặc cho mày. Chẳng phải nói đưa đến nước phát triển sao? Sao lại đưa tao đến đây? Đây là nước đang chiến loạn mà. Chồng à, không ổn rồi. Người của Hoa Đằng đột nhiên gọi điện thoại tới nhà, đơn phương tuyên bố dừng công trình đó. Chúng mày gạt tao, chúng mày không giữ lời. Mày hại chị Nặc và mẹ chị ấy chịu khổ 15 năm, còn muốn xuất ngoại hưởng phúc. Mày nghĩ chị Nặc là thánh mẫu à? Đúng rồi, chị Nặc còn có một câu muốn ta chuyển lời đến mày. Nói đi. Từ tràn trề hy vọng đến chỉ còn tuyệt vọng. Thoải mái chứ. Chị Nặc, ngồi đi. Mọi người đều biết lần này tôi về nước trên danh nghĩa là CEO, thực tế là chị cứu mẹ tôi. Tôi không muốn gây phiền toái cho thế lực trong nước, cho tập đoàn Đại Hạ, cho nên dẫn theo các tinh anh từ nước ngoài trở về như mọi người, để tiện cho tôi hành động. Lục Tần, nói về kế hoạch đi. Được. Lần này chúng ta giải cứu chủ mẫu. Chị nói rồi, chị không muốn đem lại phiền toái cho tập đoàn, cũng không cần cậu Lục gọi là chủ mẫu đâu. Vâng. Lần này chúng ta giải cứu dì ấy, chỉ lo hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tìm được hành tung của dì ấy. Chuyện thứ hai, giam lỏng Trần Tam Giáp đang trên đường đến đây dự cuộc họp với thân phận của chị Nặc. Chỉ cần Trần Tam Giáp biết lúc này chị ấy thân là CEO của Đại Hạ, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Dù sao, quỷ diệt tập đoàn Trần Thị chỉ là chuyện trong một câu nói của chị Nặc. Cần động não đi được không? Tội ác của Trần Tam Giáp, chúng ta đương nhiên sẽ không tha thứ cho hắn. Từ bản thân Trần Tam Giáp cũng biết chuyện này. Nhưng nếu như một khi uy hiếp đến an toàn tính mạng của hắn, như vậy dì nhất định sẽ biến thành con tin trong tay hắn. Thì ra là thế. Lục Tần nói không sai. Tất cả hành động phải đặt sự an toàn của mẹ tôi lên hàng đầu. Lát nữa Trần Tam Giáp sẽ trở thành con chim trong lòng của chúng ta. Trước khi xác nhận được sự an toàn của dì, bất luận ai cũng không được rời khỏi phòng họp này. Nghe rõ chưa?
Dân thưa cậu Lục. Chị Nặc, vậy em sẽ tiếp tục sắp xếp nhân lực đến thủ đô. Ngồi đi. Bố, ở đây tiền này sao lỡ đi? Kỳ lạ, chẳng lẽ Trần Xuê vẫn không động thủ? Trần Tổng, lần đầu gặp mặt, đã tặng đại lễ thế này cho tôi rồi sao? Thì ra Trần Khuê thất bại rồi. Ông không có gì muốn nói sao? Mày đã biết hết rồi, tao cũng không giả vờ nữa. Đúng thế, là tao sai người xử mày đó. Thì sao hả? Ông thẳng thắn lắm. Ra ngoài kiếm ăn, thấp phải thừa nhận, bị đánh vẫn đứng vững. Giỏi hơn mày chính là giỏi hơn mày. Tao bắt nạt mày, mày kìm nén. Bây giờ tao dám tát mày một cái, mày dám đánh trả không? Chẳng lẽ mày trông cậy vào Lục Tần một mực che chở mày sao? Người với người là có khoảng cách. Hôm nay nếu không có nhân vật lớn tới đây, ta tuyệt đối không giữ kẻ mà máu nhuộm phòng họp. Lục Tổng đâu? Thằng nhóc đó đang bận gì? Mày đừng gọi thân thiết như vậy. Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh, nói đi, mày đã câu dẫn anh Lục Tần như thế nào? Tao chỉ nói thằng nhóc đó đi làm vài chuyện, sao lại thành câu dẫn nó rồi? Mày còn dám ngu sao? Giỏi thì hất rượu vào tao đi. Con gái, mày vô lễ. Sao ả lại nghĩ chị sẽ hất rượu vào ả? Em cũng không biết. Bỏ đi. Mày chết chắc rồi. Tao nói cho mày biết, giờ tao sẽ gọi điện cho hội tới. Mày tiêu đời rồi. Các người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Hòa Đằng vì một ả đàn bà lại chống đối với tao sao? Hòa Đằng là cái gì? Không biết. Hoặc là quốc hắn. Nhìn xem, chị Nặc cũng ra tay rồi. Được, mày phản rồi. Chúng mày phản nghịch hết rồi. Phản rồi. Chúng mày phản nghịch hết rồi. Giang Đào, cậu để nhân viên của cậu đối xử với tôi như thế này à? Chỗ này không có nhân viên của tôi. Mỗi người bọn họ đều có chức vị cao hơn tôi. Chức vị cao hơn cậu, chẳng phải chỉ có Lục Tần sao? Ây da, Trần Tam Giáp à, Trần Tam Giáp, ông vẫn chưa hiểu rõ. Chẳng lẽ đại hạ? Trải qua hội đồng quản trị nghiên cứu và quyết định, giờ bổ nhiệm Lâm Nặc làm CEO của tập đoàn Đại Hạ. Các đối tác trong nước buộc phải chấp nhận tổn thất, toàn lực tương trợ. Tôi lặp lại lần nữa, phải chấp nhận tổn thất. Lâm Nặc, CEO của Đại Hạ ư? Ông nói ra ngoài kiếm ăn, thấp phải thừa nhận, bị đánh phải đứng vững. Vậy tôi tát ông một cái, ông dám đánh trả lại không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Trần Tam Giáp, nỗi khổ suốt 15 năm tôi phải chịu, tôi bắt ông phải trả gấp trăm ngàn lần. Ông cười cái gì? Đây là tình hình bây giờ. Gia chủ, gia chủ, tao nói cho mày biết, mày đánh tao cũng được, mày hết lần này tới lần khác đánh con gái tao. Mày có ý gì đây? Chị Nặc, chúng ta phải thả họ đi. Chị Nặc, cá đã ở trong chậu, sao chúng ta có thể thả đi chứ? Thả bọn chúng đi. Các người ai đã đánh Trần Mộng Như? Chị đánh. Lâm Nặc, mối thù hôm nay tao đã ghim rồi.
Chị tin tưởng cậu nên mới thả bọn chúng đi. Nhưng cậu cũng nên nói lý do cho chị biết. Em vừa mới nhận được hai cuộc điện thoại. Một cuộc là y tá gọi đến. Chị ấy nói với em nhóm máu Trần Tam Giáp cùng Trần Mộng Như có vấn đề rất lớn. Cuộc điện thoại thứ hai là bọn em đã tìm được bác sĩ rồi, nhưng người phái đến đó không dám động thủ. Bệnh viện Hoàng Á. Con nhớ ra rồi, là con nhỏ đó. Nó lại dám đánh con sao? Bố phải trả thù cho con. Xin lỗi, người đó bố không chọc giận được. Sao lại có người khiến cho bố không được phép chọc giận? Đó là CEO của tập đoàn Đại Hạ, không phải người bố có thể chọc vào. Cái gì? Con nhỏ đó là CEO của Đại Hạ? Thôi chết, con không biết con nhỏ đó là CEO của Đại Hạ. Tiêu đời rồi. Không, chưa tiêu đời đâu. Dù bố không thể chọc giận ả, nhưng con làm được. Bố làm gì vậy? Nhiều năm nay, có chuyện này cô trước nay không biết. Tôi không phải bố cô, tôi nên gọi cô là cô chủ. Bố, sao con càng nghe càng không hiểu? Năm xưa, 25 năm xưa tôi thể hiện tài năng, các đại gia tộc đều cân nhắc chuyện kết thông gia với tôi. Nhưng bởi vì vấn đề từ nhóm máu tôi, họ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, không chịu. Nhưng cuối cùng, bởi vì con gái nhà họ Thẩm bị điều tra ra là vô sinh, nhà họ Thẩm mới đồng ý để tôi làm con rể. Chủ tịch, tôi từng nghe nói rồi. Mấy năm nay, tôi nhờ sức mạnh của nhà họ Thẩm thỏa thích thi triển tài hoa của tôi, dẫn theo nhà họ Thẩm từng bước bay cao. Cậu có biết nhà họ Thẩm vì sao lại nguyện ý để một đứa con rể như tôi lên làm chủ không? Bởi vì trong nhà họ Thẩm này, chủ tịch có năng lực tài ba nhất. Sai. Bởi vì tôi không có con cái, không thể chiếm được quyền hành nhà họ Thẩm. Thuộc hạ không dám đoán. Có điều, tôi không hề đoạn tử tuyệt tôn. Tôi ở bên ngoài có được một đứa con gái của mình. Cậu có bằng lòng giúp tôi không? Mọi chuyện đều nghe theo chủ tịch ạ. Một lòng trung thành với ngài. Tốt. Hai ta là anh em. Năm đó là tôi đã đưa cậu vào nhà họ Thẩm. Thế này đi, ngày mai cậu dẫn theo con gái tôi rời đi. Tôi sẽ tự lập môn hộ vì hai người, cho nó theo họ Trần của cậu, nhận tổ quy tông. Chủ tịch. Vâng. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của nó. Bây giờ căn cơ của tôi tại nhà họ Thẩm còn bất ổn, không thể để cho nhà họ Thẩm biết. Chờ tôi tương lai một tay che trời, chính là lúc hai người trở về. Cho nên bác sĩ kia là bác sĩ tư nhân của nhà họ Thẩm. Nhà họ Lục cậu không dám ra tay. Chị Nặc, vợ chồng Trần Tam Giáp cùng con gái của hắn nhóm máu không tương thích với nhau. Em nghĩ chắc hẳn chị cũng đoán được. Em đã điều tra 25 năm trước, Trần Tam Giáp từ Thị Thẩm rời chức. Là Thị Thẩm từng bước một giúp đỡ Trần Tam Giáp sáng lập tập đoàn Trần Thị bây giờ. Cậu thấy Thẩm Thiên Nhân sẽ ra tay chứ? Nếu quả thật là con gái ruột của ông ấy, nhất định là con một. Ông ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Nhà họ Thẩm không phải là đối thủ của tập đoàn Đại Hạ, nhưng điều kiện tiên quyết là phạm vi toàn cầu. Nếu như chỉ ở trong nước, Đại Hạ quyết không nguyện ý chọc vào họ đâu. Nhà họ Lục em có thể đối đầu. Chị Nặc, em nguyện lòng dâng hết nhà họ Lục em. Dứa dẫn. Không phải, sao em lại dớ dẫn chứ? Sự trung thành của cậu với chị là chuyện của cậu, đừng dính dáng tới nhà họ Lục. Làm người phải trọng tình nghĩa. Đối với bạn bè như chị, với người nhà càng là như vậy. Họ hà tất phải vì tôi giúp hết toàn bộ chứ? Nhưng nếu như nhà họ Lục em có thể cùng tập đoàn Đại Hạ toàn diện hợp tác. Toàn diện hợp tác cũng không đáng để cậu hy sinh cả nhà họ Lục. Vâng. Nếu bây giờ có thể biết được nơi dì đang ở, tập đoàn Đại Hạ có thể trực tiếp đón dì về. Nhưng vấn đề là bây giờ bọn chị còn chẳng biết nổi định vị. Lại đúng lúc này nếu như Thẩm Thị nhúng tay vào, em xem chị dựa vào cái gì để đấu với bọn họ? Đương nhiên là dựa vào nhà họ Lục cậu rồi. Vậy vì sao chị không đồng ý với em chứ? Chị đem tất cả cổ phần ở tập đoàn Đại Hạ của chị đổi lấy nhà họ Lục cậu ra tay, bảo đảm sự bình an cho mẹ chị. Không phải chị Nặc, em không có tâm tư gì cả, em chỉ muốn giúp chị. Bây giờ chị ở Đại Hạ có hết thảy, đó đều là mồ hôi công sức của chị, liệu mình có được? Lâm Nặc này làm việc không thiệt, không nợ, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Cậu về nhà họ Lục một chuyến, nói cho gia đình cậu biết quyết định của chị, coi như là ăn nói với gia đình. Không phải chị Nặc, định em đi. Chị ra ngoài giải sầu chút đi. Chị đi đi, bên ngoài lạnh, nhớ khoác áo vào.
Tìm gì vậy? Tìm trân châu. Lần này không cần phải phiền cháu, dì đã tìm được rồi. Hôm nay dì cả ngày ở đây tìm cái này sao? Là cô ta dứt đi hả? Phải. Khó tìm như vậy, khác gì mò kim đáy bể. Sao lại không bỏ cuộc chứ? Thứ đồ quan trọng, khó tìm cách mấy cũng phải tìm. Phải. Khó tìm cách mấy cũng phải tìm. Dì tìm lâu như vậy, đói bụng rồi phải không? Hay đi ăn chung đi. Không cần, không cần đâu, dì còn phải quay về. Cô ta cũng không biết dì đã tìm bao lâu, chút nữa cháu đưa dì về. Đi thôi. Cảm ơn. Cho nên nhà họ Thẩm ở thủ đô hậu thuẫn cho tôi sao? Bây giờ chủ mẫu nhà họ Thẩm đã chết vì bạo bệnh, gia chủ một tay che trời. Ông ấy biết được cô gặp nạn, lập tức phái người tới đây, đang trên đường rồi. Thì ra Lâm Nặc lần này trở về là tìm mẹ của nó. Chú đã giấu bà già thối tha đó ở đâu rồi? Chính là bảo mẫu của cô. Hèn gì tôi nhiều lần nói muốn đuổi việc bà ta, chú cứ nhất định không chịu. Thú vị đó. À, không biết Lâm Thiên là một gã súc sinh. Trước nay đều cho rằng Lâm Thiên ở đại học danh tiếng, nghiêm túc học hành, cam tâm tình nguyện ở lại. Ngày nghỉ 3 tháng một lần của bà ta cũng là đi lưu trữ máu cho cô. Cho nên giống như chú vì tôi không đuổi việc bà ta. Có phải bất luận tôi làm chuyện gì, bà ta cũng đều vì con trai của mình mà không dám bỏ việc hay không? Cô chủ, cô là muốn Lâm Nặc, mày dám đánh tao, tao sẽ bắt mẹ mày trả nợ cho con. Tao sẽ bắt mẹ của mày sống không bằng chết. Trễ như vậy rồi cũng không còn gì ngon, ăn tạm đi. Không đâu, vậy là tốt lắm rồi. Dì nghe nói hôm nay cháu ở trên lầu hợp, chắc chắn là cháu đã chốt được phi vụ làm ăn lớn. Phải. Đem toàn bộ gia sản đánh cực tức tây. Đắt lắm sao? Hơn 20 tỷ. Cháu nói dài dạng thì dì còn hiểu. Còn về mấy chục tỷ đó, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Bởi vì thứ mà cháu muốn quan trọng hơn tiền bạc. Đừng có cắn đũa. Ôi trời ơi, cái con bé này, nói con bao nhiêu lần rồi không có được cắn đũa. Có đau không? Đau quá. Đi đi đi, mẹ dẫn con đi bệnh viện. Xin lỗi nha. Không sao không sao, ngồi đi. Là cháu sai, mẹ cháu từng dạy cháu, mà cháu cũng quên mất. Dì cũng quen, con bé nhà dì hồi nhỏ rất thích cắn đũa. Cho nên dì... Có phải con gái của dì làm cho dì đau đầu lắm phải không? Phải đó. Dì rất là nhức đầu với nó. Hồi nhỏ nó khiến cho dì cực khổ lắm. Cháu hồi nhỏ cũng khiến cho mẹ cháu cực khổ. Vì dì có chê quấy phiền không? Đâu có. Dù gì thì dì cũng là mẹ của nó. Dì... Con gái của dì đâu? Dì... Con gái của dì đâu? Nó đi rồi. Đi đâu? Nó đi rồi thì chính là qua đời rồi. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Không sao. Mau ăn đi. Ăn xong chúng ta phải nhanh về nữa, nếu không cô chủ nhà dì sẽ tức giận đó. Được, để cháu chuẩn bị xe. Bà đi ô tô về sao? Trước đây tôi đã nói với bà cái gì? Cô kêu tôi đi bộ về. Tôi thấy bà đúng là đê tiện đó. Sao lời của tôi nói trước giờ bà không nghe gì? Giống dĩ tim tôi đã không ổn rồi. Rốt cuộc bà muốn làm tôi tức giận mắc bao nhiêu bệnh đây? Này thì chọc giận tôi. Này thì chọc giận tôi đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Đôi chân của bà nếu không biết đi thì tôi sẽ trị cho bà. Quỳ xuống, quỳ ở đây một đêm cho tôi. Tại sao cô luôn khi dễ tôi? Tôi khi dễ bà? Bà đừng có quên con của bà là ai nuôi.
Tôi không muốn quỳ đâu. Vậy thì bà có biết vợ con trai của bà đang ở đâu không? Thiên Thiên nó sao rồi? Cậu quay đi. Vì sao chủ tịch muốn quay cái này? Bảo cậu quay thì cứ quay đi. Vậy nếu mẹ tôi thấy được, chẳng lẽ sẽ buồn vô cùng sao? Cái xe Porsche của tôi thấy ngán rồi. Có quay không? Quay thì tôi tặng cậu. Cảm ơn chủ tịch. Mẹ, con bị tai nạn xe. Thiên Thiên, chuyện này là sao vậy? Con của bà đúng là đáng thương đó. Học hành chăm chỉ còn đi làm đi giao hàng, kết quả chỉ gấp quá mà vượt đèn đỏ, bị tai nạn xe đó. Bây giờ tiền phẫu thuật thêm tiền bồi thường tổng cộng là 60 vạn, cũng đâu có nhiều lắm đâu. Cầu xin các người đó, cầu xin các người mau cứu con trai của tôi. Nhà chúng tôi dựa vào cái gì đưa ra 60 vạn cứu con trai của bà? Tôi quỳ, bây giờ tôi sẽ quỳ. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Bà đúng là đê tiện. Mẹ con các người giống như là sâu hút máu, ký sinh vào gia đình chúng tôi. Nhà chúng tôi làm cái gì sai chứ? Tôi quay về ngủ đi, suy nghĩ cho kỹ đi. Bà ngoan ngoãn quỳ ở đây cho tôi. Quỳ suốt đêm thật sao? Chi phí của con trai tôi. Được rồi chứ. Tôi nói cho bà nghe, 60 vạn đó đâu dễ dàng như vậy. Cô còn muốn bắt tôi làm gì? Bà còn nhớ con nhỏ hồ ly tinh hôm qua không? Cô ấy rất tốt bụng. Tôi rất ghét con nhỏ đó. Tôi muốn bắt con nhỏ đó biến khỏi cõi đời này. Không phải là muốn cứu con trai của mình sao? Cho nên bà hiểu ý của tôi rồi chứ? Bây giờ các người biết rồi chứ? Lâm Nặc không phải người bình thường mà là CEO của Đại Hạ. Thì ra con bé đó thật sự cũng có tiền đồ. Thế nào? Hối hận rồi à? Đương nhiên là không. Có điều con bé đó từ nhỏ đã ôm mối thù. Bây giờ nó phát tài rồi, vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai bố con chúng tôi. Đúng thế. Ông rất hiểu rõ đại cục. Bây giờ có một chuyện tôi muốn giao cho hai người làm. Chủ tịch, chuyện gì thế? Chúng tôi chuẩn bị trả tô dân cho Lâm Nặc. Thật ư? Đương nhiên là giả. Tối nay nhà họ Thẩm ra mặt, giả giờ giảng hòa, chờ Lâm Nặc mắc câu, sẽ có người xử ả. Chủ tịch, tôi đang suy nghĩ. Chị tôi bây giờ quyền thế ngập trời, là CEO cao quý của Đại Hạ, trực tiếp xử chị ấy, liệu có đem lại tai họa gì không? Sợ cái gì? Thế lực của tập đoàn Đại Hạ rải rác khắp toàn cầu, ở trong nước đấu không lại nhà họ Thẩm. Tôi biết được Lục Tần thâu đêm trở về đến thủ đô cầu viện trợ. Lâm Nặc là mối liên hệ duy nhất của cậu ta với Đại Hạ. Nếu như Lâm Nặc biến mất, mất đi nhịp cầu nối giữa hai nhà, vậy thì mọi thế lực của nhà họ Lục sẽ không cho phép cậu ta đi báo thù. Tôi hiểu rồi. Bây giờ Lục Tần không có ở đây chính là cơ hội tốt để ra tay. Thế nhưng nó làm sao mắc câu, cho nên hôm nay tôi gọi hai người tới. Một người là bố nó, một người là em trai của nó. Các người chính là mồi nhử tốt nhất. Cậu nói nhà họ Thẩm muốn gặp chị sao? Đúng thế. Không gặp. Lục Tần chưa trở lại, chị phải đảm bảo an toàn của chính mình. Bọn họ nói tặng một món quà cho chị Nặc làm chứng minh giảng quà. Món quà sao? Ai? Tôi đại diện cho nhà họ Thẩm đem quà tới. Chị Nặc muốn mở cửa không? Cứ mở đi. Các căn phòng cạnh đây đều là người của chị. Vâng. Tôi đại diện cho nhà họ Thẩm ở thủ đô, phụng lệnh chủ tịch đến đây. Chúng tôi không biết Tô Vân là mẹ của CEO tập đoàn Đại Hạ. Quyết định đem Tô Vân trả lại cho cô. Người này coi như là quà gặp mặt. Tôi không có hứng thú gì với món quà gặp mặt này đâu. Được, nếu đã là phế vật vô dụng, vậy thì giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Không. Khoan đã. Đã đồng ý nhận quà, CEO Lâm nể mặt, chúng ta nâng ly vui vẻ, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nặc Nặc, cảm ơn con. Ông xứng được gọi Nặc Nặc sao? Chị Nặc, bọn hắn có ý gì? Tập đoàn Thẩm thị tàn độc. Ý của bọn chúng là bọn chúng có thể giết Lâm Sơn, cũng có thể giết mẹ của chị. Nhưng bây giờ Lục Tổng vẫn chưa về. Chị đến đó chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Dân Đào, cậu có con không? Em có con gái. Vậy nếu một ngày nào đó con gái của cậu suýt bị xe tông vào, cậu sẽ cản trước mặt nó chứ? Đương nhiên. Vậy chẳng phải cậu sẽ chết sao? Nhưng đó là
chị Nặc, em hiểu rồi. Sợ âm mưu càng đáng sợ chính là mưu kế rõ rành rành, vượt sâu ngay trước mặt của chị. Chị lại không thể không nhảy. Bọn chúng rất thông minh. Nếu như mà chị chết, nhà họ Lục không có cậu nối là chị, sẽ không có liên đới gì với đại hạ. Nếu đã như vậy, Văn Đào, giúp chị làm chứng. Chị muốn lập di ngôn. Chị Nặc, nghe cho kỹ. Dân Lâm Nặc này ở đây lập di ngôn. Nếu như mà tôi chết, nhà họ Lục có thể tìm được mẹ của tôi, trả thù cho mẹ con tôi. Lục Tần có thể có được tất cả cổ phần của tôi ở tập đoàn Đại Hạ. Cô chủ, Lâm Nặc đồng ý rồi. Tới thời điểm dùng tới bà rồi. Bà bị điếc sao? Tôi sắp xếp ổn thỏa cho bà rồi đó. Qua bên đó đợi đi. Tới lúc cần ra tay sẽ thông báo cho bà biết. Có thể là... có thể không làm được không? Đương nhiên là có thể. Nhưng bà có biết bây giờ con của bà còn đang nằm trong bệnh viện không? Bác sĩ nói phải gom đủ tiền thì mới có thể phẫu thuật cho nó đó. Tôi... con trai của bà đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đi đi. Dì làm gì vậy? Dì... Sao cháu lại ở đây? Phòng cháu đang dọn trát. Cháu thấy ồn quá cho nên ra đây đợi. Ngồi đi. Cháu đợi ở ngoài cửa là được rồi. Dọn rác âm thanh lớn lắm. Rác mà cũng có âm thanh sao? Mau lên. Dì Nặc ghét lão già này vô cùng. Mau trói chặt hắn đưa đi. Phải rồi. Sao dì lại khóc? Cháu không cần để ý tới dì đâu. Dì không đáng. Cháu không định để tâm đâu. Cháu chỉ là tò mò. Dì có thể ở đây tìm 22 viên trân châu chút xíu như vậy. Lại có chuyện gì khiến dì trốn ở đây mà khóc lóc chứ? Dì không thể nào nói được. Vậy thì thôi không nói. Dì nghe nói là cháu bất hòa với cô chủ nhà dì. Vậy sao cháu không bỏ chạy đi? Không nên chọc giận vào cô ấy đâu. Đương nhiên cháu biết cô ta là hạng người gì. Nhưng có vài thứ còn quan trọng hơn mạng sống. Một khi mà nhường rồi, thì cho dù là kéo dài hơi tàn sống sót, cũng sẽ bởi vì vậy mà tiếc nuối cả đời. Nhưng mà cháu sẽ chết đó. Sao dì lại biết cháu sẽ chết? Cô chủ nhà dì không phải là người tốt đâu. Vậy tại sao dì lại nói cho cháu biết? Không sợ cô ta trả thù dì sao? Cháu là người tốt, dì không muốn cháu đấu với cô ấy. Giờ cháu bỏ chạy vẫn còn kịp đó. Hay là như vậy, nếu như dì nói cho cháu biết vì sao dì khóc, cháu sẽ suy nghĩ lại. Con trai của dì gặp tai nạn xe. Xin lỗi, rất nghiêm trọng sao? Bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện, dì cũng không biết tình hình sao rồi. Con trai của dì đúng là mệnh khổ. Từ nhỏ dì đã không ở bên cạnh nó. Nó cố gắng mới thi đậu vào trường đại học danh tiếng. Người tốt gặp nhiều trắc trở. Đem so sánh với em trai cháu chả ra cái gì. Nó sống quá sung sướng. Cháu luôn cảm thấy ông trời có mắt. Cháu tin tưởng con dì sẽ không sao đâu. Bác sĩ nói chi phí phẫu thuật là 60 vạn. Rất khó khăn sao? Dì có cách lo được 60 vạn đó. Nhưng dì phải dứt bỏ lương tâm của dì. Dì đâu có dứt bỏ lương tâm. Bây giờ dì đang là một người mẹ. Dì con của mình sốt ruột tới rơi lệ. Như thế nào có thể gọi là dứt bỏ lương tâm? Nếu đổi lại là cháu, cháu sẽ làm sao đây? Dùng bất cứ thủ đoạn nào, cháu cũng nhất định sẽ bảo vệ người nhà của mình. Dù cho làm như vậy sẽ dứt bỏ lương tâm hay sao? Bất cứ chuyện gì nhất định có biện pháp giải quyết duy trì được lương tâm. Con người chỉ là thích giữa chuyện khó khăn và dễ dàng thì chọn chuyện dễ dàng thôi. Trong lòng lại cứ an ủi bất lực của chính mình. Dì không hiểu lời của cháu nói.
Dì hiểu. Dì chỉ là không đủ dũng cảm thôi. Chị Nặc, bọn hắn đã sắp xếp bữa ăn. Cháu phải đi làm chuyện dũng cảm rồi. Còn về phần gì, mẹ cháu thường nói một câu. Là câu gì vậy? Con thỏ nhát gan bị người ta đánh, con thỏ lớn gan cắn nhiều hơn. Mẹ, sao vậy con ngoan? Mẹ ơi, sét đánh làm con sợ quá. Nào, mẹ ôm con nha, ngoan đi. Mẹ dỗ về. Con thỏ nhát gan bị người ta đánh, con thỏ lớn gan cắn diều hâu. Ông trời sẽ không đánh kẻ nhát gan. Nhưng mà con nhát gan mà. Không phải con muốn tới công viên giải trí đi chơi sao? Nhát gan như vậy làm sao mà đi được chứ? Dạ. Vậy thì chờ con lớn gan hơn, mẹ dẫn con đi có được không? Đương nhiên rồi. Mẹ đang tiết kiệm tiền cho con đó. Chờ con lớn gan rồi, không phải là đồ nhát gan nữa, thì mẹ sẽ dẫn con đi. Được rồi, bây giờ ngủ đi nha. Nặc nặc, mẹ, ở đây làm gì vậy? Con không đi công viên giải trí sẽ đóng cửa đó. Mẹ ơi, con không dám. Làm loạn suốt, con gạt mẹ phải không? Con vẫn là kẻ nhát gan. Vậy chúng ta không đi nữa, không phải nhát gan đâu. Vậy con thỏ lớn gan, cắn diều hâu. Nè, cái con bé khờ, sao lại đi cắn con chó như vậy? Thiệt là. Không có gì, chỉ là cháu. Hồi nhỏ cháu rất nhát gan. Mẹ cháu thường nói với cháu câu này. Đó là một câu ngạn ngữ mà thế hệ trước của bọn dì rất thích nói. Đi thôi. Có lẽ sau này không còn cơ hội gặp lại. Ôm một cái nha. Nhớ kỹ, hãy làm con thỏ lớn gan. Cô chủ. Bố, sau này gặp con đừng khom lưng nữa. Vẫn nên cúi đầu thì hơn. Ngồi đi. Lâm Thiên, hôm nay cậu đừng ở tầng 1 xuất hiện ở tầng có mặt Lâm Nặc. Vậy tôi đi đâu? Cậu lên tầng 2 chờ đi, đừng làm hư chuyện lớn của tôi. Vâng. Thật sự là nằm mơ. Đã sớm nghe nói đại danh CEO tập đoàn Thẩm Thị đã từng là người mình không thể giới tới được, hôm nay lại gọi tôi là cô chủ. Cô chủ, quá khen. Tôi là phụ tá đắc lực của chủ tịch. Chờ cô chủ trở về nhà họ Thẩm, tôi cũng sẽ toàn lực phụ tá cô. Bố ruột của tôi thật sự bằng lòng vì Tô Dân mà trở mặt với đại hạ sao? Nhà họ Thẩm làm việc đều cân nhắc từng bước, đều là lợi ích. Một Tô Dân nhỏ nhoi dựa theo logic bình thường, đương nhiên là đem bà ta trả cho Lâm Nặc, lấy lòng đại hạ, để đại hạ giúp chúng ta cùng phát tài. Vậy thì tại sao các người lại chịu giúp tôi? Cô chủ, vừa nãy tôi nói rồi mà, đó là dựa theo logic bình thường. Trên thực tế, đã có người của đại hạ quỷ thác nhà họ Thẩm diệt trừ Lâm Nặc. Là ai? Triệu Lôi Đình. Đó không phải là chủ tịch tập đoàn đại hạ sao? Nghe nói còn là bố nuôi của CEO đại hạ, cũng chính là bố nuôi của Lâm Nặc. Người bố nuôi này đâu tốt bằng bố ruột được. Lâm Nặc ở tập đoàn đại hạ công cao vô cùng, còn kiêm nhiệm ủy viên thường trực, người ủng hộ còn nhiều hơn Triệu Lôi Đình. Như thế sau này con ruột của Triệu Lôi Đình sao có thể phục chúng chứ? Cô chủ, chắc hẳn Triệu Lôi Đình đã tra được chuyện này có liên quan đến nhà họ Thẩm, cho nên mới chịu thả Lâm Nặc về nước, lại âm thầm liên hệ với chúng ta là muốn mượn tay nhà họ Thẩm diệt trừ Lâm Nặc. Ông ấy còn nói để đại hạ trong nước chấp nhận tổn thất trợ giúp Lâm Nặc, nhưng đại hạ ở trong nước căn bản đấu không lại nhà họ Thẩm. Ông ta chỉ muốn mượn cái danh này để làm Lâm Nặc suy sụp. Tôi hiểu rồi. Nếu Lâm Nặc chết, Triệu Lôi Đình sẽ không truy cứu. Nếu Lâm Nặc may mắn thoát chết, Triệu Lôi Đình ngược lại sẽ truy cứu trách nhiệm của ả. Nói cách khác, Lâm Nặc chỉ cần đấu với nhà họ Thẩm thì khó thoát khỏi cái chết. Lâm Nặc lại quá trọng tình trọng nghĩa. Theo tôi nghe ngóng được, ả lại đem tất cả tài sản của bản thân mình mời nhà họ Lục ra tay cứu mẹ ả. Như thế, một, ả không thể liên đới gì đến đại hạ. Hai, cũng dễ ăn nói với nhà họ Lục. Ba, có thể mượn tay nhà họ Lục chống đối nhà họ Thẩm tôi. Mưu trí của Lâm Nặc thật là đáng sợ. Biến cố duy nhất trước mắt chính là Lục Tần. Cô chủ, cho nên chúng tôi muốn ra tay trước chiếm thế thượng phong. Hôm nay
Tôi muốn ả phải chết. CEO Lâm đã tới rồi. Cho ả vào đi. CEO Lâm quả nhiên là anh hùng gan dạ, một thân một mình đến đây. Đã nghe nói từ lâu, tập đoàn Đại Hạ ở nước ngoài có nhân vật truyền kỳ, giàu sinh ra tử nhiều lần, mặt cũng không đổi sắc. Hôm nay tôi tới đây là nghe các người nói mấy lời khách sáo này sao? Vậy tôi nói thật, nhà họ Thẩm không thiếu tiền. Chuyện gì nhà họ Thẩm đều có thể đem tiền ra giải quyết. Cho nên chúng tôi không muốn kết thù kết oán cùng Đại Hạ. Trả người nhà của cô, trả cho cô. Mẹ tôi đâu? Đừng nóng vội, nhà họ Thẩm thiếu nợ cô, nhà họ Thẩm có thể trả. Nhưng thứ cô nợ nhà họ Thẩm thì sao? Phải đó, chuyện mày đánh tao giờ tính làm sao? Chủ tịch của chúng tôi chỉ có một người con gái này. Bây giờ bố con còn chưa nhận mặt nhau đã bị cô đánh đến phá tướng. Vậy anh muốn sao đi? Dễ nói, cô chủ của chúng tôi muốn thuận lợi trở về, nhất định phải có thành tựu, có thể trấn an được các thành viên khác của nhà họ Thẩm. Sau này tất cả đơn đặt hàng trong tỉnh của tập đoàn Đại Hạ nhất định phải hợp tác cùng cô chủ nhà tôi. Chúng ta cùng nhau phát tài, buông bỏ cừu hận, như thế tốt mà. Chỉ cần trả mẹ tôi cho tôi là được rồi. Hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong. Được, mọi người hòa khí sinh tài. Phục vụ, bưng rượu lên ăn mừng. Chờ đã, đổi cái chén đi. Sao vậy? Không được sao? Được, đương nhiên có thể. Lâm Nặc, trước đó chúng ta có chút ân oán, sau này hợp tác vui vẻ nha. Cạn ly. Cạn ly. Được. Đột nhiên tôi nhớ tới, tôi không thích rượu cho lắm. Lấy trà thay rượu đi. Không nể mặt thế à? Vậy mẹ con các người hãy đoàn tụ dưới địa phủ đi. Sao có thể như vậy? Rõ ràng chị Nặc. Sao có thể? Vừa nãy rõ ràng nhắc nhở chị Nặc rồi. CEO Lâm của các người không thắng tử lực, đưa cô ta về nghỉ ngơi đi. Tôi không hiểu, sao ả đột nhiên bất tỉnh vậy? Kế che mắt thôi. Tôi sớm đã tra ra trong khách sạn gần đây có sự biến động về nhân sự, nên đã tương kế tự kế, cố ý để bọn họ dẫn dắt sự chú ý vào ly rượu. Thì ra là thế. Vậy bên trong trà này rốt cuộc có cái gì? Chỉ là thuốc ngủ mà thôi. Nhà họ Thẩm sẽ không đích thân ra tay. Chúng tôi sẽ không bị tóm thóp đâu. Phải cố gắng xử gọn. Yên tâm đi, có một ứng cử viên bất ngờ. Đi thôi, đi xem kịch hay đi. Alo, em yêu, nhớ quá đi à, ra ngoài đi ăn một bữa với tôi Lâm đi. Lâm tổng, tôi từng nói nhiều lần rồi, tôi là người uống cùng chính quy, tôi không làm trò đó. Nghĩ tôi xấu xa quá đó. Sao lại thế chứ? Tôi chỉ là làm bạn bè, đơn thuần mời cô ăn một bữa thôi. Tôi cam đoan, lần này tuyệt đối không quấy rối cô. Với lại, tôi là hội viên cao cấp của khách sạn các người đó. Mời cô ăn một bữa, chẳng lẽ còn không được sao? Vậy, được, tôi nói trước, tôi không uống rượu đâu đó. Được, không uống thì không uống.
Chị Nặc sao rồi? Nhịp thở đều đặn, trông cô ấy không sao cả, chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Nhà họ Thẩm sẽ không bỏ qua cho chị Nặc. Chuyện này không phù hợp logic. Làm sao bây giờ? Bây giờ nhân viên chúng ta chia ra một vài người, trói Lâm Sơn đưa đi. Các anh em, tôi đề nghị tất cả những người còn lại đều đợi trong căn phòng này, tuyệt đối không rời xa chị Nặc nữa bước, kiên trì khi Lục tổng trở về. Dân, chị Nặc đã bất tỉnh, vì lý do an toàn, những người còn lại, những đồ trong khách sạn, tất cả mọi người đừng uống, tôi đi mua cà phê, tất cả mọi người tập trung tinh thần cao độ đi. Cảm ơn anh Đào. Tập đoàn Đại Hạ một năm trước. Cậu thấy vì sao tôi có thể ngồi vững chức chủ tịch tập đoàn Đại Hạ? Lớn gan nói đi. Bởi vì Lâm Nặc giúp ngài tạo dựng một mảnh giang sơn. Mấy năm nữa tôi về hưu rồi. Cậu thấy nếu tôi đưa con trai mình lên, họ sẽ ủng hộ ai? Ủng hộ Lâm Nặc. Nhưng chị ấy trọng tình trọng nghĩa, sao có thể phản bội ngài chứ? Chính bởi vì nó trọng tình trọng nghĩa, đến lúc đó nhất định sẽ vì mọi người giành lợi ích. Theo tôi được biết, bây giờ nó đã phổ cập kế hoạch ban thưởng cổ phần cho các nguyên lão rồi. Sau khi tôi về hưu, con trai tôi thượng vị sẽ nhắc đến với nó. Lúc tôi tại vị chưa nhắc tới, nó làm thế là nể mặt tôi. Với tính cách của chị ấy, chắc chắn sẽ đem cổ phần của chính mình chia ra cho mọi người. Chị ấy sẽ gánh tổn thất lớn nhất. Nếu ở thời cổ đại, nó làm thế là đem tài sản của chính mình chia cho ba quân. Đến lúc đó, ai còn nguyện ý đi theo hoàng đế chứ? Nó đã phạm phải tội chết đó. Ngoài mặt tôi ủng hộ, nhưng bây giờ tập đoàn làm ăn ổn định, đã hoàn thành quá trình tích lũy ban đầu. Chưa từng có những nhóm nguyên lão kia đã vô dụng rồi. Cậu hiểu ý tôi chứ? Thỏ không chết, bị chó săn nấu. Tôi muốn cậu về nước, sau đó chắc chắn lúc cần dùng đến cậu. Yên tâm, sẽ không bạc đãi cậu đâu. Dân. Nào nào các anh em, đã mua về rồi đây, tất cả mọi người uống đi. Cảm ơn anh Đào, tự chia nhé. Đồ trong khách sạn, mọi người tuyệt đối đừng đụng vào, phải nhớ kỹ đó. Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn anh Đào. Rất dễ dàng. Sau khi bà xử lý con nhỏ đó xong thì lên lầu 2 tới phòng VIP 888 tìm tôi. Tôi sắp xếp người đưa bà ra nước ngoài. Chỉ cần bà làm tốt, tôi không chỉ chữa bệnh cho con trai bà, tôi còn đưa cậu ta đến nước ngoài học, cho hai người đoàn tụ nữa. Nhưng không muốn con trai bà chết phải không? Không. Không, tôi không muốn. Bà muốn gặp nó chứ? Muốn, muốn chứ. Nằm mơ tôi cũng nhớ. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Mẹ. Mẹ. Con lạnh quá. Mẹ ơi, con lạnh quá. Không lạnh đâu con ngoan, mẹ ở đây. Mẹ ơi,
Mẹ đi. Không lạnh đâu con. Không lạnh đâu con ngoan. Có mẹ ở đây rồi. Bất cứ chuyện gì nhất định có biện pháp giải quyết. Duy trì lương tâm. Dì hiểu mà. Dì chỉ là không đủ dũng cảm thôi. Con thỏ nhát gan bị người đánh. Con thỏ lớn gan cắn nhiều hơn. Thiên Thiên, nếu như con may mắn đọc được phong thư này, có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ không thể vì con dứt bỏ lương tâm làm tổn thương người vô tội được. Nếu không thì sẽ giống như là tập đoàn Trần Thị của 15 năm trước. Chăm sóc con vốn dĩ là chuyện mà tập đoàn Trần Thị đã nợ chúng ta. Con thỏ lớn gan cắn nhiều hơn. Mẹ muốn chống lại bọn chúng tới cùng. Xin chào. Cho tôi hỏi phòng VIP 888 buổi tối hôm nay có người hẹn trước hay không? Dạ thưa bà, gian phòng này hôm nay không có người đặt trước. Không có thật sao? Dạ đúng rồi. Bà có thể gọi điện cho bạn của bà, hoặc là nói cho tôi biết tên của bạn bà. Tôi sẽ tới quầy hỏi thăm giúp cho bà. Không cần, không cần. Cảm ơn nha. Dạ. Cứu tôi với. Mau thả tôi ra. Anh cho tôi uống cái gì vậy? Thả tôi ra đi. Cô giả vờ cái gì hả? Hả? Cô nói không làm là đang chê ông đây số tiền chi tiêu ở hội sợ chưa đủ nhiều chứ gì hả? Cứu tôi với. Thả tôi ra. Con cứu tôi với. Bà là ai? Bà vào đây làm gì? Thiên Thiên. Bà là ai? Bà vào đây làm gì? Con ở đây làm gì vậy? Dì à, hắn cho cháu uống đồ lạ lắm. Bây giờ cháu chóng mặt quá. Con ở đây làm gì? Con đã làm gì với cô gái này rồi? Buông ra. Bà là cái thá gì mà dám quản chuyện của tôi? Bà già, tôi thấy bà chán sống rồi đó. Người đâu? Không phải là con đang đi học đại học sao? Con không phải là hạng người như vậy. Con là một đứa trẻ rất ngoan. Tôi là người thế nào? Liên quan gì đến bà? Hả? Bà có biết tôi gì ả? Đã chi bao nhiêu tiền rồi không? Con dịch dân đến miệng, bị bà làm cho mất toi rồi. Con vẫn luôn chăm chỉ học hành. Con đã giành được học bổng của trường. Mẹ, con bị tai nạn xe. Bà già kia, bà nói số tiền này nên tính thế nào đây? Hả? Lừa gạt. Tất cả đều là lừa gạt tôi. Đang gạt tôi. Chủ tịch, có tôi. Cái gì? Vẫn chưa xử được chị tôi à? Theo tôi thấy, mạng của Lâm Nặc đúng là lớn thật đó. Chủ tịch yên tâm, bến tàu đúng không? Được, giờ tôi sẽ dẫn người tới xử ả. Cái gì? Nặc Nặc chị của con, nó vẫn còn sống. Nặc Nặc. Bà câm miệng cho tôi. Giờ không rảnh nói chuyện với bà. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Quan có đầu, nợ có chủ. Chị Nặc, em chỉ vì được giàu sang một phen, món nợ này cứ tính lên đầu em đi. Alo, Lão Dương. Tôi nhớ trước đây ông nói ông ngã bệnh, muốn để lại một khoản tiền cho gia đình. Bây giờ có một cơ hội có thể cho ông. Bây giờ mở cốp xe hàng của ông lên, đến bến tàu tìm cho tôi một chiếc xe, sau đó tông mạnh vào. Nặc Nặc. Lát nữa nhìn thấy biển số xe của chúng. Biển số xe là chúng xuất phát rồi. Giờ mày hãy lập tức đuổi theo chúng cho tao. Nặc Nặc. Nặc Nặc. Nặc Nặc vẫn còn sống.
Lạnh buốt đầu rồi chứ gì. Cái con bé khờ này, con làm mẹ mắc cười quá đó. Mau nhả ra đi. Có mẹ ở đây rồi. Có mẹ ở đây. Con bé khờ, đã nói bao nhiêu lần rồi con không được cắn đũa. Có đau không? Đau quá. Đi đi, mẹ dẫn con đi tới bệnh viện. Mẹ ơi, có sấm sét con sợ lắm. Đây, có mẹ ở đây. Mẹ ơi, mẹ. Nặc nặc, có mẹ ở đây. Có mẹ ở đây rồi. Mẹ nhảy xuống ngăn cản xe của kẻ xấu. Mẹ sẽ không để cho con bị tổn thương đâu. Mau tới đây, nhảy lầu rồi. Mau tới đây đi, có người nhảy lầu rồi. Mọi người tránh ra đi, tôi có việc gấp phải đi trước. Nhưng cái gì mà nhường, tình hình thế này anh có thể đi được phải sao? Phải đó, gọi xe cứu thương trước đi đã. Tôi có việc gấp thật. Văn Đào, đi đâu vậy? Làm gì thế? Mọi người tránh ra đi. Mọi người tránh ra đi. Ây da, anh làm gì thế? Chạy đi đâu? Có phải do anh gây ra tai nạn đâu? Gì vậy? Là bị chúng tôi tông vào sao? Mau gọi xe cứu thương đi. Không liên lạc được với tất cả thủ hạ. Tại sao mình lại xuất hiện trong xe? Sao Giang Đào lại bỏ chạy? Còn nữa, sao dì ấy lại nhảy lầu? Chuyện này không phải lỗi của tôi. Bà già đó tự mình đột nhiên nhảy xuống. Bà già vô dụng, dám làm hư chuyện tốt của tôi. Phải làm sao bây giờ? Máy bay của nhà họ Lục sắp hạ cánh rồi. Đừng nóng vội, còn có cơ hội. Con còn có cơ hội gì nữa? Lục Tần còn ở trên trời. Lâm Nặc, tứ cố vô thân, chính là cơ hội cho chúng ta ra tay. Ây da, vấn đề là ai đi? Vốn là tưởng xử cho gọn, nhưng bây giờ không được rồi. Ai sẽ ra tay trước đây? Ai chịu bị tàn đảng của Lâm Nặc trả thù? Nói không chừng còn bị Lục Tần trả thù. Cậu đi đi. Sao tôi dám chứ? Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu có biết bà già mà cậu đánh là ai không? Là mẹ cậu, Tô Vân đó. Nếu như Lâm Nặc biết hành vi của cậu, cậu cho rằng ả có bỏ qua cho cậu không? Trước mặt cậu chỉ có một ngõ cụt. Ngoài chuyện liều mình một phen, cậu không còn lựa chọn nào khác. Tôi không liên lạc được với họ. Các cậu xử lý gọn Lâm Sơn rồi tới chị đây Nặc, đi. Bọn em ước chừng 30 phút nữa là đến. Trong vòng 30 phút này, chị phải nấp thật kỹ, bảo đảm sự an toàn của bản thân. Tôi biết rồi. Y tá, tình hình, đừng nói chuyện với tôi, chờ phẫu thuật xong đi rồi nói. Phải, tình hình này anh ấy mới tới, không biết lập tức. Nè, đưa điện thoại cho tôi đi. Xin lỗi nha, hết nói nổi, đợi làm xong sẽ khiếu nại cô đó. Ở đây có một bệnh nhân là nhóm máu O, RH trừ, mau kiểm tra kho bên đó đi. Rất ít phải không? Vậy thì đem hết số đang có tới đây đi, tình huống khẩn cấp đó. Con dịch dân đến miệng rồi, còn bị bà làm mất toi. Anh Thiên, nghe nói anh cần bọn em hỗ trợ, bọn em liền có mặt ngay. Các cậu có đủ lớn gan không? Anh Thiên, xem anh nói kìa. Chỉ cần có tiền, bọn em chuyện gì cũng dám làm. Nhớ kỹ, dáng vẻ của ả đàn bà này. Đợi khi tìm được ả, trực tiếp ra tay. Không đợi đến khi ra khỏi bệnh viện mới ra tay sao? Không đợi nữa, không còn thời gian. Thấy ả là ra tay luôn. Ngoài ra, các cậu không cần lo lắng. Dù có xông vào trong, tập đoàn Trần Thị đã trả một khoản tiền rất lớn, đủ để cam đoan các cậu và người nhà các cậu nửa đời sau không phải lo chuyện sinh hoạt. Đến khách sạn. Không, Lục Tổng, chúng ta đến bệnh viện.
Sao lại đến bệnh viện? Chúng tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức. Trước mắt CEO Lâm ở một mình ở bệnh viện. Có điều anh đừng lo lắng, không phải CEO Lâm gặp chuyện mà là người khác. Các người để chị ấy một thân một mình ư? Chúng tôi cũng không ngờ tới các thủ hạ của chị ấy đều không có mặt. Có điều đã phái các anh em đến đó rồi, không biết có kịp không. Lái xe đi. Mấy người tìm ai? Nè, tìm ai vậy? Xử nó cho tao. Trong này nhỏ thế này, lôi ra ngoài đánh cho tao. Đừng dùng ống thép, để em. Tao vợ sinh ra tử 15 năm. Mày gọi mấy đứa vô tích sự này tới sao? Lâm Nặc, tao biết mày có thù tất báo. Tao biết mày chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tao. Tao với mày có mối thù lớn như vậy sao? Mày đã làm gì? Tao Lâm Thiên dẫn theo vài tên vô dụng đi tìm Lâm Nặc, vừa thua rồi. Tên vô dụng như hắn rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Cô chủ, đừng kích động. Vừa hay trong kế hoạch của chúng ta, Lâm Nặc ở nước ngoài cũng không biết trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Tôi vốn không mong đợi Lâm Thiên có thể dẫn người xử được ả. Hắn đã gọi về nói là hắn thua rồi, còn có tác dụng gì nữa chứ? Cô chủ, không phải Lâm Thiên liên hệ với tôi. Nghĩa là sao đi? Kẻ vô dụng như Lâm Thiên không quan trọng, nhưng điều quan trọng là hắn xuất hiện ở bệnh viện, gánh tội danh gọi hội đến giết chị mình. Điều này rất quan trọng. Sao các người lại đánh nhau trong bệnh viện vậy? Có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không? Không cần đâu, cảm ơn. Không sao, thật sao? Mấy người vừa nãy hung hãn vô cùng. Tôi thấy tình hình sai sai đó. Thật là đáng sợ. Hết dao rồi gậy, không được mang vào đây đâu. Mấy thứ này không phải là của tôi. Xin lỗi nha, không sao. Vậy cô đưa cho tôi đi, tôi đưa cho bảo vệ. Được. Có người cho tao 500 vạn để xử mày đó. Còn cho tao ra nước ngoài nữa, đảm bảo cho tao ấm no cả đời. Cái mạng của tôi đáng giá 500 vạn thôi sao? Mày đừng có trách tao nha. Muốn trách thì trách chính mày chọc giận nhầm người. Vừa nãy có một y tá đi qua, nói vài lời tao đã để ý rồi. Nói gì vậy? Y tá trực ban đó mới tới, chẳng để tâm gì hết. Dạng đóng vai như vậy ở nước ngoài tao gặp nhiều rồi. Lần khoa trương nhất mày đoán coi là cái gì? Là nha sĩ lúc đó khám cho tao trực tiếp cầm khoan điện nhét thẳng vào miệng của tao. Lúc đó tao sợ hãi vô cùng. Bây giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà đó. Nhưng mà tới cuối cùng, người nếm mùi vị của máy khoan chính là bản thân của hắn. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Là Trần Tam Giáp cho tiền kêu tôi giết cô. Mày tới giết tao, tao không tức giận. Nhưng mà chúng mày xem thường tao quá. Suy nghĩ đơn giản như vậy là có thể lấy được cái mạng của Lâm Nặc này hay sao? Tao tức giận lắm. Chị Nặc, sao chị không cho em một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Trên con, chuyện này không trách chị được. Chẳng có ai giỏi giỏi hết. Sao chị không cho em một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Trinh con, chuyện này không trách chị được. Chẳng có ai giỏi giỏi hết. Lôi ra ngoài. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lâm Thiên có lẽ đã biết chút chuyện gì đó. Vừa nãy hắn tới đây còn nói vài lời khó hiểu. Có lẽ là hắn biết chút chuyện gì rồi. Người của chúng ta đâu? Dưới lầu đang đợi lệnh. Đi bắt Lâm Thiên về đây. Dân, người nhà của bệnh nhân có ở đây không? Bác sĩ, tình hình sao rồi? Tình hình bây giờ rất phức tạp. Xin hỏi cô là người thân của bệnh nhân à? Không phải. Vậy thì khó rồi. Xin hỏi, ngài là Lục Tổng à? Phải. Ngài với bệnh nhân là quan hệ thế nào? Coi như bạn bè, vậy có lẽ cứu được.
Vì sao lại nói thế? Trước đây tôi và viện trưởng cùng tham gia hoạt động, may mắn từng gặp Lục tổng. Vậy tôi nói ngắn gọn, bệnh nhân bây giờ mất máu quá nhiều, nhưng nhóm máu của bà ấy hiếm có vô cùng, kho máu của chúng tôi bây giờ không đủ. Tôi hiểu ý của anh, ý anh là muốn mượn lực lượng của chúng tôi giúp đỡ cho bà ấy, mong Lục tổng cứu một mạng người, điều chuyển máu từ nơi khác tới, hoặc là phát động những người có nhóm máu tương tự đến kho máu hiến máu, không thành vấn đề. Bà ấy là nhóm máu gì? Bây giờ tôi sẽ đi phát động nhóm máu O. Nhóm máu O không phải là nhóm máu rất phổ biến sao? Bà ấy là nhóm máu RH âm, nhóm máu này hiếm có vô cùng. Cậu chủ đã tìm được Lâm Thiên, hắn đang trốn trong cầu thang bộ và bị chúng tôi bắt lại rồi. Lập tức dẫn đến đây, cậu đừng nói gì. Nhóm máu O, RH trừ. Đúng. Tôi có nhóm máu đó. Trùng hợp vậy ư? Nhóm máu đó có xác suất 1/1000. Hôm nay tôi lại gặp được tận 2 người. Có thể dùng máu của tôi không? Vậy cô đợi một lát, chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra nhanh cho cô. Sau khi nhóm máu tương thích thì có thể truyền máu, nhưng một mình cô truyền máu e là không đủ. Vẫn mong Lục tổng phát thiện tâm. Không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ đi liên hệ. Mày nói tao có thù tất báo, còn nói mày không có đường lui, nghĩa là sao đi? Em... con người của tao từ trước tới giờ ân oán rõ ràng. Kẻ hại bọn tao là Lâm Sơn và Trần Tâm Giác. Tao với mày cùng lắm chỉ là đoạn tuyệt tình chị em. Tao với mày rốt cuộc có mối thù gì đâu. Nếu em nói hết ra, có thể coi như lấy công chuộc tội. Chị sẽ tha thứ cho em chứ? Có thể. Chị không được phép gạt em. Anh cũng không được phép gạt tôi. Trần Khuê từng bán đứng Trần Tâm Giác. Hắn nhờ tao mua vé máy bay cho hắn ra nước ngoài. Tao cũng đồng ý với hắn rồi. Lâm Nặc này làm việc từ trước tới giờ ân oán rõ ràng. Nói được là làm được. Chẳng phải nói đưa tôi đến đất nước phát triển sao? Sao lại đưa tôi đến đất nước đang xảy ra chiến loạn này? Em không cần chị mua vé máy bay cho em. Em chỉ xin các người đưa em ra sân bay. Em tự mua vé đi. Được. Là Giang Đào đã bán đứng chị. Hắn đưa chị trong tình trạng hôn mê đến bến tàu. Giang Đào ư? Khốn nạn. Em nghe theo lệnh của Trần tổng, sắp xếp một chiếc xe hàng lớn chuẩn bị tông chết chị. Nói tiếp đi. Người muốn giết tao nhiều lắm, tao đã quen rồi. Có điều bà ấy vì cứu chị mà cố ý nhảy lầu, tông vào xe của Giang Đào. Bà ấy không thân không thích với tao, sao bà ấy lại muốn liều mình cứu tao? Tại sao? Chẳng phải chị đã có đáp án rồi sao? Vì sao? Chẳng phải chị đã có đáp án rồi sao? Bà ấy... có phải là... phải. Dẫn đi. Chị ơi, chị ơi, chẳng phải chị nói sẽ thả em đi sao? Chị làm thế mẹ sẽ buồn lắm đó. Chị Nặc, chị bình tĩnh một chút. Mẹ là chị cứu chị. Mẹ là chị cứu chị nên mới nhảy lầu. Chị từng gặp mẹ nhiều lần như vậy. Rõ ràng là mẹ ngay trước mặt của chị, nhưng mà chị lại không nhận ra. Chị Nặc, chị đừng quá kích động. Bác sĩ vừa mới nói trên người của chị ấy có rất nhiều vết thương. Trần Mộng Như kia, chị sẽ đi giết nó. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Không thích hợp. Chị phải đi xử nó. Chị muốn bắt chúng phải trả giá. Không phải chị Nặc, chị tỉnh táo lại đi. Tỉnh táo sao? Cậu kêu chị làm sao tỉnh táo? Bà ấy là mẹ của chị. Bà ấy chính là mẹ của chị đó. Chị trơ mắt nhìn bà ấy chị một câu của đám xấu xa đó, hết lần này tới lần khác khom lưng đi nhặt những thứ chớ dẫn sao? Chị Nặc, chuyện đã xảy ra rồi. Trước đây chẳng phải chị thường xuyên nói với bọn em sao? Muốn sống trong thời điểm hiện tại, không muốn sống trong quá khứ. Trân trọng hiện tại, bảo vệ ngày mai. Chúng ta bây giờ đang ở bên cạnh mẹ, chúng ta nên bảo vệ mẹ thật tốt. Là ai muốn hiến máu? Làm ơn đi kiểm tra sức khỏe trước. Chị Nặc, trước mắt chúng ta bảo vệ mẹ đã. Những người còn lại, em nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá. Hãy tin em. Nè nhóc con, cho chị mượn thế lực nhà họ Lục của cậu. Chị cần làm chút chuyện. Rất vui được cống hiến sức lực cho chị. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô không có vấn đề, nhưng trong quá trình hiến máu, nếu có chỗ nào khó chịu phải gọi tôi liền đó. Dạ, cảm ơn. Vất vả cho cô rồi. Chị Nặc, em đã liên hệ với các kho trữ máu.
Họ đang điều phối và đang trên đường đưa tới đây. Ngoài ra em còn liên hệ với trưởng nhóm máu gấu trúc. Họ đều nói đồng ý giúp đỡ. Họ đồng ý rồi sao? Đương nhiên, họ nói bản thân vốn dĩ là tài nguyên máu hiếm có thể giúp đỡ người nào hay người đó. Mẹ đã cho chị sinh mạng. Bây giờ cuối cùng chị cũng có thể làm chút gì đó cho bà rồi. Nhưng bà lại vì chị. Nếu không phải Lâm Thiên là nhóm máu dương tính, em nhất định rút cạn máu chị hắn. Chị sẽ không bỏ qua cho nó. Chắc chắn nó còn điều gì đó giấu giếm chị. Yên tâm, em nhất định sẽ bắt được bố con Lâm Thiên. Với lại tập đoàn Đại Hạ cũng bắt đi gian đạo rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cậu tới khoa cấp cứu, tìm những người bị thương nhẹ tới đây hiến máu. Kêu cả y tá khi nãy ra tay với chị tới đây. Em hiểu rồi, em đi ngay. Đến rồi. Đừng mà, xin đừng có giết tôi. Tôi sẽ không giết cô. Cô vì tiền, cô có thể làm mọi chuyện, có đúng không? Tôi không bao giờ dám nữa đâu. Không dám nữa. Đi, chụp đi. Đây là điện thoại di động của cô. Nghe rõ chưa? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức làm liền. Sao rồi? Kế hoạch rất thành công. Lâm Nặc bị xử rồi. Bố, vẫn là bố lợi hại. Ây da, Lâm Nặc ưu tú thế nào cũng chỉ là một con bé, gừng càng già càng cay. Bây giờ Lâm Nặc đã chết, tôi bây giờ lập tức liên hệ gia chủ, bảo ông ấy chào hỏi Triệu Lôi Đình. Được, mời cô chủ chấp nhận thân phận CEO tập đoàn Trần Thị, ký tên chiến lược hợp tác toàn diện cùng tập đoàn Đại Hạ. Sự giàu sang ngút trời này cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi. Đến lúc đó gia chủ cũng sẽ tới giúp cô chủ vẽ giang. Alo. Xin chào, chúng tôi gọi từ bệnh viện. Chúng tôi có một bệnh nhân trong tư liệu thể hiện cô là người liên hệ khẩn cấp. Bà già đó sao? Sao đi? Chúng tôi đã dốc hết sức mình trị liệu, nhưng chi phí phẫu thuật cao hơn một chút. Tốt nhất hãy chuyển một khoản đến thẻ của bệnh viện đi. Tôi biết rồi, chút nữa sẽ chuyển tiền qua. Được, phẫu thuật có tiến triển gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Là chuyện Tô Vân à? Dạ. Bố, chút nữa bố sắp xếp người gửi tiền cho bệnh viện. Ừ, dù sao hả cũng là nguồn tiền tiếp theo cho cô. Bây giờ con là người thừa kế của nhà họ Thẩm, con không thiếu thứ đó. Con chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Cô hiếu kỳ cái gì? Con chính là muốn xem thử. Chờ bà già đó tới lúc được cứu mạng rồi lại phát hiện con gái của mình đã chết, thì bà ta có biểu cảm gì đi. Bác sĩ, sao rồi? Nhờ có Lục tổng sắp xếp người đưa máu tới, quá trình cứu chữa rất thuận lợi, đã không có gì đáng ngại. Tính mạng bà ấy đã bình thường rồi, không cần đến ICU, lát nữa đến phòng bệnh đơn là được. Bệnh viện của các anh có phòng bệnh đơn sao? Tối qua đã thu dọn để có được đó. Cảm ơn Lục tổng đã quyên tặng thiết bị mới cho bệnh viện chúng tôi. Không có gì, chữa bệnh cứu người mà, tạo phúc cho xã hội. À, anh đi làm việc đi. Được. Làm hay lắm. Em nên làm vậy mà. Mẹ. Mẹ à, khi bệnh nhân tỉnh lại nhớ gọi chúng tôi tới để làm kiểm tra nha. Được, tôi biết rồi. Con ngày nhớ đêm mong 15 năm, cuối cùng cũng gặp được rồi. Mẹ có biết không, con vẫn luôn nghĩ nếu như không gặp được mẹ thì ở trên cõi đời này sẽ không còn ai quan tâm con nữa. Chị Nặc, có em quan tâm chị. Ngậm miệng lại đi, ra ngoài. Vâng.
Mẹ cũng 15 năm ngày nhớ đêm mong. Mẹ, mẹ, con xin lỗi. Lục Tần, mau kêu bác sĩ. Bác sĩ. Mẹ đã mơ một giấc mộng thật dài. Mẹ mơ thấy lúc con còn nhỏ, mẹ muốn nắm lấy tay của con. Rõ ràng con vẫn đứng yên đó, nhưng mẹ không tài nào đuổi kịp con được, không tài nào chạm vào con được. Mẹ, bây giờ con đang ở đây, mẹ có thể chạm vào con bất cứ lúc nào. Nặc nặc, nặc nặc của mẹ, con gái của mẹ. Con đã lớn như vậy rồi sao? Nhưng hình ảnh con khôn lớn mẹ đều bỏ lỡ rồi. Không có, không có đâu. Mẹ chưa từng bỏ lỡ. Bởi vì con có chụp hình mà, tuần nào cũng chụp hết. Trong nhà có nguyên quyển album luôn. Con còn viết nhật ký nữa. Giờ mẹ xuất viện rồi, con sẽ cho mẹ coi tất cả. Con sẽ đọc cho mẹ nghe. Mấy năm nay con sống có ổn không? Đều không tuyệt vời bằng ngày hôm nay. Mẹ cũng vậy, đều không tuyệt vời bằng ngày hôm nay. Được rồi, đừng khóc. Cho tôi gặp mẹ tôi, cho tôi gặp mẹ tôi. Mẹ, hai người làm sao thế hả? Trong chừng một người cũng không làm xong à? Thiếu chủ, chúng tôi không tài nào kéo lại nổi. Hắn cứ như bị điên vậy. Mẹ, mẹ có thể cầu xin chị con bỏ qua cho con được không? Lục Tần. Có. Mẹ của chị vừa mới tỉnh lại. Cậu làm như vậy là sao? Lập tức xử lý đi. Còn thần người ra làm gì? Dẫn ra ngoài. Mẹ, mẹ, cầu xin chị con đi. Chị ấy sẽ giết con. Con cũng là con trai của mẹ. Con là một khúc thịt của mẹ mà. Khoan đã. Mẹ, mẹ có thể bảo chị cho con thêm một cơ hội không? Con sai rồi, con bằng lòng sửa đổi. Trước đó con là gì không ở bên mẹ mới học hư. Mẹ vẫn luôn tưởng rằng là mẹ có một người con trai giúp cho mẹ rất tự hào. Con biết lỗi rồi, con biết lỗi thật rồi. Muốn trừng phạt thế nào con cũng chấp nhận. Nhưng mẹ không biết thủ đoạn của chị. Chỉ có mẹ mới có thể cứu được con. Cái gì? Thủ đoạn gì chứ? Nặc nặc, con là một người rất lợi hại có đúng hay không? Mẹ, mẹ muốn cầu xin cho nó sao? Đã từng mơ mộng rất nhiều lần được đoàn tụ với tất cả các con. Trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ thành ra như ngày hôm nay. Con học hư rồi. Mẹ đã tận mắt nhìn thấy nó biến thành một đứa bé xấu xa vô cùng. Vậy mẹ muốn con làm sao đây? Mẹ muốn con là một người chị, có thể dạy dỗ thật tốt cho em trai của mình, chứ không phải là một người con gái làm mẹ mất đi một đứa con trai. Bất cứ thủ đoạn nào sao? Chỉ cần nó có thể thay đổi tích cực, bất cứ thủ đoạn nào đều được. Được, con hiểu rồi, mẹ yên tâm đi. Con sẽ không làm cho mẹ mất đi đứa con trai đâu. Bác sĩ, kiểm tra cho mẹ tôi trước. Dẫn đi. Dẫn đi. Chị. Mẹ, mẹ nói với chị đi. Mẹ, hãy kiểm tra thật kỹ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Lâm Thiên, tao thực sự đánh giá mày thấp quá rồi. Chị có thể cho em thêm một cơ hội không? Chỉ cần em có thể bù đắp những chuyện trước đây, làm mọi chuyện đều được. Mẹ nói không sai, tao là chị của mày, đúng là nên dạy dỗ mày một chút. Chị có thể đừng cười em như thế không? Em hơi sợ. Đúng lúc có vài chuyện có thể để mẹ đi làm. Nếu như mày làm xong, mày vẫn là em trai của tao. Còn nếu mày làm không ra gì, mẹ cũng không bảo vệ được mày đâu. Quy hạn trước khi thắng lợi không có bất cứ ý nghĩa gì. Mày muốn mạng sống thì phải về đúng phe. Trước khi tao thắng lợi xứ Trần Tam Giáp, tao mới có thể thấy rằng mày có giá trị, hiểu chưa? Hiểu không? Em biết rồi. Đi đi. Mày cũng có thể lựa chọn từ bỏ một vé máy bay bỏ trốn. Có điều mày tin tao đi, chờ tao làm xong mọi chuyện nhất định sẽ truy ra mày. Đừng có hoài nghi năng lực của đại hạ. Với lại chỉ cần mày ở trong nước, nhà họ Lục tao nhất định sẽ quan sát mọi động thái của mày, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Em hiểu rồi. Nếu như hắn đi, hãy cho hắn được sống. Còn nếu không đi, em hiểu rồi.
Không thành vấn đề, cứ quan sát trước đã. Vậy thì mẹ tôi có thể ăn được rồi phải không? Ăn chút đồ ăn thanh đạm, tránh dầu mỡ và cay nùng. Cảm ơn nha. Cứ nhìn mẹ rồi ngẩn người ra làm gì? Mẹ đang ngay bên cạnh con mà con lại không nhận ra mẹ, nên con muốn ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của mẹ. Như vậy con sẽ không lạc mất mẹ nữa. Cái con bé khờ này sau này sẽ không còn cái gì có thể giữ chân được mẹ nữa. Chỉ cần con còn sống, bất luận là con ở đâu, mẹ cũng đều tìm được con. Thiếu chủ, phía đại hạ đã trên đường tới đây rồi. Bố ruột của cô cũng đang tới đây. Triệu Lôi Đình đó đúng là biết làm bộ. Vừa nghe nói Lâm Nặc bị sửa xong, vô cùng lo lắng chạy tới đây diễn kịch cho bọn thuộc hạ xem. Alo. Alo, xin chào. Chúng tôi gọi từ bệnh viện, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Các người tới làm thủ tục tiếp theo đi. Tôi muốn làm thủ tục chuyển viện cho bà ấy. Bà ấy ở đây đang yên ổn, sao đột nhiên lại chuyển viện? Làm thế không hay cho lắm. Thì sao? Tôi sẽ tìm xe cứu thương chuyên nghiệp tới đó. Chuyển tới bệnh viện nào? Chúng tôi cần phải ghi chép lại. Bệnh viện Hoàng Á. Bác sĩ, bệnh nhân giường số 35 muốn làm thủ tục chuyển viện. Tôi vừa mới kiểm tra sức khỏe xong, sao lại muốn chuyển viện? Chuyển đi đâu? Nói là muốn chuyển tới bệnh viện Hoàng Á. Ồ, bệnh viện tư nhân. Khả năng Lục tổng thích môi trường tốt một chút. Vậy anh xem bệnh nhân này có thể chuyển viện được không? Cũng không thành vấn đề, các mục chỉ tiêu đều tốt cả. Nếu anh đồng ý thì ký tên vào đây để chuyển viện nha. Được rồi. Chị Nặc, chị đã trông gì lâu vậy rồi, sức khỏe không cán nổi. Em đưa chị về nhà ăn uống đã, vừa hay có thể mang một ít cho dì. Mẹ, vậy con đi ăn chút gì đó nha, lúc về sẽ đem đồ ăn cho mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi. Bệnh nhân giường số 35 muốn chuyển viện, xe cứu thương đã tới dưới lầu rồi. Sao? Chuyển viện hả? Phải rồi, Lục tổng đối với bà quá tốt, muốn chuyển bà tới bệnh viện tư nhân. Anh ấy có quan hệ thế nào với bà vậy? Tôi cũng không biết. Tôi thấy anh ấy hình như là bạn trai của con gái bà đó. Bà xem anh ấy đối với hai người vẫn luôn bận rộn lo lắng. Gia đình của bà đúng là trèo lên cành cao rồi. Sao cô lại nói như vậy? Con gái của tôi đâu kém cạnh. Con gái tôi xinh đẹp như vậy, đâu có điểm nào không xứng đâu. Con gái tôi gặp với ai cũng không phải là trèo lên cành cao. Xin lỗi nha. Bà coi tôi nói nhầm rồi. Vậy chúng ta đi nha. Vào đi. Thiếu chủ, có chuyện muốn báo với cô. Chuyện gì? Buổi tối Triệu Lôi Đình cùng bố cô đều sẽ đến. Còn có rất nhiều cán bộ cấp cao của hai bên. Đến lúc đó tôi dẫn đáp từ chức. Cô tiếp nhận chức trách lớn, rồi do cô để Lâm Thiên ra gánh tội thay. Nhờ vào đó giao hảo cùng tập đoàn Đại Hạ. Tôi đã liên hệ với Lâm Thiên, bảo hắn trở về. Tên vô dụng này còn không biết mình tiêu đời rồi. Tôi lo lắng gã gian đào tập đoàn Đại Hạ sớm muộn sẽ tìm được hắn. Đại Hạ không ai ngu cả. Bây giờ Lâm Nặc đã chết, Đại Hạ không ai bán mạng như một người chết cả. Vậy cũng đúng. Còn nữa, Tô Dân đã làm thủ tục chuyển viện, đang trên xe cứu thương. Tới lúc đó, bố đưa Tô Dân tới hiện trường. Con muốn ở trước mặt tuyên bố tin con gái bà ta chết, sau đó đem con trai bà ta xử luôn. Tới lúc đó, con gái của bà ta đều xử sạch hết rồi. Biểu cảm trên mặt của bà ta nhất định vô cùng đặc sắc. Được, tôi lập tức xuất phát. Nghe nói, trước khi bà biết thân phận của Lâm Nặc, hai người từng tiếp xúc với nhau vài lần. Tôi đã gạt bà hơn chục năm. Muốn trách thì trách chính bà quá ngu. Vậy đi, cô chủ nhớ bà. Mày, vì sao bất luận là ông hay chị tôi đều muốn đẩy tôi vào đường cùng? Vì sao bất luận là ông hay chị tôi đều muốn đẩy tôi vào đường cùng? Quyền hạn trước khi thắng lợi không có bất cứ ý nghĩa gì. Mày muốn mạng sống,
phải theo đúng phe. Trước khi Tào Thắng xử lý Trần Tam Giác, tôi mới có thể cảm thấy mày có giá trị. Anh Thiên, hôm qua chúng ta mới đánh thua, hôm nay có được không? Thua sẽ chết. Bất luận như thế nào cũng không được thua. Đến rồi, đến rồi. Đi. Muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Chị tôi là một ả điên. Ả nói nếu tôi đợi ả thắng, sau này lại nhận nhầm, vậy thì không được tính là nhận nhầm. Ả muốn tôi cược mạng mình. Ả muốn đem sinh mạng cột vào trên cùng một con thuyền với ả. Ả mới bằng lòng tha cho kẻ thấp cổ bé họng như tôi. Mày không sợ ả thua sao? Nếu ả thua, 15 năm trước đã chết rồi. Vô dụng, trước nay đều không phải tôi mà là các người. 15 năm rồi, nhiều cơ hội như vậy, các người một lần cũng chưa thành công. Còn mặt mũi nói tôi à? Xin lỗi nha. Tôi cũng không nghĩ tới họ lại nhầm lẫn như vậy. Không sao, tôi đã nói rồi mà, đang yên đang lành tự nhiên sao chuyển diện. Mẹ, con đem đồ ăn cho mẹ nè. Vừa rồi, họ làm việc nhầm lẫn, nói là phải chuyển diện cho mẹ, làm mẹ cũng ngơ ngác luôn. Vậy sao? Hắn đi rồi chứ? Đi rồi. Giờ mẹ xuất viện rồi, con sẽ mua một căn nhà thật lớn. Sau đó, cả nhà chúng ta sống bên nhau. Cả gia đình. Mẹ, mẹ muốn cả gia đình thế nào? Mẹ muốn sống chung với con. Và cũng muốn khiến cho Thiên Thiên cải tạo quy chính. Mẹ không muốn Lâm Sơn, cái gã đó chính hắn đã hại mẹ. Mẹ con phân ly, mẹ không bao giờ muốn gặp lại hắn. Mẹ yên tâm đi, con bảo đảm với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Sơn nữa đâu. Con cũng hứa với mẹ Lâm Thiên sẽ không làm chuyện xấu nữa. Cũng hòm hòm rồi. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi nha. Con có chút chuyện cần làm, cho nên phải đi trước đi. Nè con à, con đi trả thù phải không? Mẹ, mẹ không muốn con đi đâu. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Mẹ muốn con được bình an. Không phải con nói con làm ăn ở nước ngoài hay sao chứ? Chúng ta có thể tránh xa đám người xấu đó được không? Mẹ, mẹ tha thứ cho chúng rồi sao? Mẹ vĩnh viễn không tha thứ cho chúng. Nhưng so với những thiệt thòi phải gánh chịu, mẹ càng muốn con sống thật khỏe mạnh. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không đi báo thù. Con đã sắp xếp chuyện rời khỏi đây. Yên tâm. Vậy là tốt rồi. Vậy con đi lo liệu công việc nha. Nghỉ ngơi trước đi. Người dẫn tới đây chưa? Đã dẫn đến đây rồi, đang ở dưới lầu. Có điều, chúng ta thật sự chuẩn bị tha cho Lâm Thiên sao? Sao có thể chứ? Nhắc tới thì cũng đúng. Có điều Lâm Thiên đã cố gắng như vậy giúp chúng tôi đối phó Trần Tam Giáp. Chị Nặc, chị sẽ không định gạt gì chứ? Trước nay chị làm việc luôn giữ chữ tín. Nói thả cho Trần Khuê xuất ngoại là cũng cho hắn ra nước ngoài thật rồi. Nói tha cho Lâm Thiên một mạng, đương nhiên cũng tha cho nó. Chỉ có điều giờ chị không muốn nhìn thấy nó. Xong chuyện rồi thì xử luôn đi. Hiểu rồi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đến cuối cùng vẫn là bị mày lừa. Tao vốn tưởng rằng mày đã chết. Chém chém giết giết, rất là bất lịch sự. Thôi đi, chắc chắn mày muốn lấy mạng tao. Con người tao trước giờ ân oán rõ ràng. Năm đó mày không thể lấy được cái mạng của tao, lại lấy mạng đứa bé khác, đi tự thú đi. Còn gì nữa? Mày khiến gia đình tao chịu khổ 15 năm, tiền bồi thường cũng nên tính toán rồi. Mày muốn thế nào? Ký tài liệu này đi, coi như là món quà tặng cho mẹ của tao. Sau đó mày đi ngồi tù đi. Tập đoàn Trần Thị một tay tao tạo dựng, ròng rã 1,5 tỷ giá trị thị trường. Mày muốn tao ký cho bà ta làm CEO ư? Mỗi năm bồi thường cho mẹ của tao 100 triệu. Đúng 1,5 tỷ. Có vấn đề gì sao? Tập đoàn Trần Thị là do thiếu chủ, mẹ mày, một phụ nữ nông thôn, ra ngoài làm thuê, vất vả làm trâu làm ngựa cho người ta. Một năm còn kiếm không nổi 10 vạn. Tao cảm thấy lương một năm của bà ấy giá trị 100 triệu có vấn đề gì sao? Nếu tao không ký thì sao? Mày sẽ ký. Mày sai rồi. Dù tao chết cũng sẽ không ký. Nhà họ Thẩm còn có cơ hội thắng. Mày không có cơ hội đâu. Lục Tần, người đã tới chưa? Dẫn lên đây. Chị Nặc, có thể tha mạng cho em không?
Chị Nặc, em nguyện toàn lực phối hợp. Chị Nặc, tha mạng cho em đi. Lục Tổng, thua rồi. Thua sạch rồi. Giờ ký được chưa? Được. Tao ký. Tao muốn chúc mừng mày từ ông chủ lớn biến thành kẻ nghèo hèn. Còn chúc mừng mày gánh tai họa ngồi tù suốt 10 năm. 10 năm sau này, bố mẹ, vợ của mày, con của mày đều sẽ vào nhà tù thoá mạ. Vợ mày sẽ lấy người khác, còn con của mày sẽ gọi người khác là bố. Bố mẹ của mày sẽ hối hận vì sinh ra mày. Chờ tới ngày mày ra tù, tao sợ là sẽ không có ai tới đón mày đâu. Lâm Nặc, mày là ác ma còn tàn độc hơn tao. Cuộc đời của mày không phải vì tao quỷ hoại, mà chính bản thân mày quỷ hoại. Mày giết tao luôn đi. Tốt nhất mày nên sống tiếp để mà gánh tội đi. Muốn chết cho xong chuyện, thoát khỏi tội nghiệp của mày sao? Đâu có dễ dàng vậy. Chị Nặc, chị Nặc, chị Nặc. Chị Nặc, em thật sự không ngờ hắn lại có thể giao tập đoàn Trần Thị cho chị như thế. CEO tiết lộ chuyện bị bối trong tù, Thẩm Thị đứng sau lại bị chị giam lỏng. Tới lúc đó tập đoàn Trần Thị tự ác sẽ thủng trăm ngàn lỗ, đứng trước bờ vực phá sản. Các đối tác sẽ ép hắn và vợ con. Nếu vậy thì chi bằng hắn giao Trần Thị cho chúng ta. Em hiểu rồi. Đến lúc đó mọi người biết người đứng sau Trần Thị là chị, các gia tộc đều sẽ tiếp tục ngoan ngoãn hợp tác. Hắn sẽ không phá sản, mà cũng có thể cam đoan vợ con bình an. Ai nói vợ con hắn được bình an? Hả? Thứ mà chị muốn chỉ là tập đoàn Trần Thị. Tập đoàn Trần Thị đó liệu có chủ nợ khác hay không, làm sao chị biết được? Tới lúc đó chỉ cần tập đoàn Trần Thị không sao, vợ con của hắn liên quan gì tới chị? Chị Nặc, sao chị lúc nào cũng như vậy thế? Chị cũng đâu hứa hẹn bảo đảm sự bình an cho người nhà hắn đâu. Cũng đúng. Vậy là được rồi. Tới lúc đó để hắn khóc lóc trong nhà tù đi. Xe đâu? Anh à, chị Nặc vẫn luôn cẩn thận như vậy nha. Tuyệt đối đừng chọc vào chị ấy. Cậu mất tiền thưởng tháng này rồi. Chị Nặc, em không hề nói xấu chị. Tôi biết đọc khẩu hình đó. Chúc mừng CEO Triệu thành công đoạt được tập đoàn Đại Hạ. Sau này cùng nhà họ Thẩm tôi, Châu Liên Bích Hợp, Cường Cường Liên Thủ, gọi tôi là Lão Triệu được rồi. Tôi mới là nên chúc mừng gia chủ họ Thẩm đón được ái nữ về. Chiều hôm nay tôi sẽ tặng món quà hoành tráng. Ký xong hợp đồng, con gái của ông có thể dễ dàng trở thành nhà họ Thẩm. Ông đã nói thế rồi, tôi cũng không khách sáo nữa. Sau này gọi tôi Lão Thẩm được rồi. Ngồi đi. Gia chủ, thiếu chủ tới. Thiếu chủ, lên tiếng đi. Bố, bao năm nay rồi, cuối cùng đứa con của bố đã trổ mã thế này, duyên dáng yêu kiều quá. Bố thật tự hào vì con. Lão Thẩm, cô con gái này của ông thật là xinh đẹp. Sau này, trong việc làm ăn của chúng ta, hợp tác vui vẻ, còn có thể trò chuyện, chuyện thông gia. Vậy thì tốt quá rồi. Mộng Như, mau gọi bác Triệu đi. Bác Triệu. Cháu ngoan, các người giúp tôi hoàn thành chuyện lớn. Hôm nay tôi sẽ hậu thuẫn vững chắc cho các người. Cảm ơn bác Triệu. Trần Tam Giáp này sao vẫn chưa tới nhỉ? Con kêu ông ấy đi làm chút chuyện, có lẽ bị lỡ dở trên đường. Vừa nãy gọi cho ông ấy, ông ấy cũng không nghe máy. Có điều ông ấy nhắn tin cho con, nói là đang trên đường tới. Với lại Lâm Thiên đã tìm được, nói hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũng đã ký xong rồi. Được, mọi chuyện đã thuận lợi rồi. Mọi người, chúng tôi trực tiếp bắt đầu đi. Bắt đầu. Mời các vị dời bước đến đại sảnh phòng họp, cử hành nghi thức ký kết. Tập đoàn chúng tôi có vài cổ đông cùng tới. Tôi muốn sẽ ngồi dự. Hôm nay là ngày bi thương nhất của Đại Hạ. Tập đoàn chúng tôi đã mất đi nhân vật linh hồn, và tôi đã mất đi đứa con gái nuôi ngoan nhất, Mộng Như.
hãy nói cho mọi người biết chuyện này rốt cuộc là thế nào đi. Dạ, từ khi CEO Lâm quay về, chúng tôi biết được tình hình Thành khẩn tạ lỗi, cố hết sức bù đắp, vốn nghĩ rằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Ai ngờ em trai ruột của CEO Lâm là Lâm Thiên, tội nghiệp quá nhiều, sợ cô ấy trách cứ, vậy mà lại làm ra những chuyện như vậy. Văn bản trong tay các vị có ghi chép tội ác của Lâm Thiên. Hắn chính là đứa con bị chiều chuộng đến hư hỏng, siêu lâm số khổ và môn bất hạnh. Chúng tôi đã làm sai, nhưng chúng tôi có năng lực gánh chịu trách nhiệm. Bố tôi vì đền bù sai lầm năm đó đã tự nhận lỗi và từ chức. Xem như cho cô Lâm một lời giải thích rõ ràng. Còn tôi vì đền bù nên đã bắt lấy hung thủ Lâm Thiên. Hắn đang bị áp giải tới đây. Các vị cổ đông, tôi đã đọc về các chuyện có liên quan. Hôm xảy ra chuyện này, đúng là Lâm Thiên dẫn người xông vào bệnh viện ám sát Nặc Nặc. Đại hạ dưới sự dẫn dắt của Nặc Nặc vẫn luôn là ân oán rõ ràng. Trần Tam Giáp đã tự mình từ chức, chủ động tìm kiếm xin sự tha thứ của Nặc Nặc, đã buông bỏ ân oán này rồi. Mà Trần Mộng Như giúp chúng tôi bắt được hung thủ, đối với đại hạ là ân huệ. Mọi người thấy sao? Nghe theo lời dặn dò của chủ tịch, tôi đã quyết định cùng tập đoàn Trần Thị ký kết chiến lược hợp tác toàn diện. Bây giờ Nặc Nặc đã không còn sống, chuyện này sẽ giao cho con trai của tôi đi làm. Đáng tiếc, vốn dĩ tôi đã sớm nghĩ kỹ muốn đem vị trí CEO truyền cho Nặc Nặc, nhưng mà ai ngờ. Cảm ơn cha nuôi, vậy thì truyền cho con đi. Cảm ơn cha nuôi, vậy thì truyền cho con đi. Sao cô ta còn sống? Chị Nặc, chị còn sống ư? Ngồi xuống hết đi, đang họp đó. Bố nuôi, con không ngờ bố lại tốt với con như vậy. Trước mặt đông đảo cổ đông như vậy, nếu muốn đem vị trí CEO nhường cho con, chuyện này khả năng rất nhanh sẽ truyền khắp nội bộ tập đoàn. Tới lúc đó tất cả mọi người sẽ vì sự khẳng khái của bố mà kinh ngạc đó. Nặc Nặc, con chẳng phải con đã chết rồi sao? Nếu con không chết một lần, sao biết được bố nuôi ân trọng như núi với con chứ? Lâm Nặc, sao mày lại xuất hiện ở đây? Lâm Thiên rõ ràng đã xử mày rồi mà. Vậy để Lâm Thiên giải thích rõ ràng đi. Lâm Thiên, đem mọi chuyện nói rõ hết đi. Tập đoàn Trần Thị không hề trả mẹ cho chị. Trần Tam Giáp, Trần Mộng Như và Thống Phong sai em dẫn người ám sát chị. Rốt cuộc là thế nào? Hãy nói rõ cho tôi. Chuyện này là thế nào? Mau nói đi. Nói hưu nói vượng, toàn là nói xàm. Đây là điện thoại của Trần Tam Giáp. Tài liệu bên trong đủ để chứng minh đây là điện thoại của hắn. Mà bên trong còn có chứng cứ chứng minh Trần Tam Giáp mua chuộc y tá để mà giết tôi. Lâm Nặc, chứng cứ có thể giả, đây đều là lời nói phiến diện của mày. Nhà họ Trần tao rõ ràng đã tạ lỗi rồi, sao mày còn bám riết lấy vậy? Nặc Nặc, sự tình điều tra rõ ràng chưa? Bố nuôi, sự tình đã rất rõ ràng như vậy rồi. Giang Đào đang ở bên ngoài, con đã kêu hắn viết một bản tường trình cụ thể về tình hình. Bố nuôi, bố nói coi, có cần con kêu Giang Đào đưa báo cáo này cho bố không? Bố nuôi có lẽ tin tưởng Giang Đào nhất mà. Hắn đang ở ngoài cổng đó. Giang Đào, không, không cần. Bố nuôi tin tưởng Nặc Nặc. Con biết mà, bố nuôi tốt với con nhất. Thẩm Thiên Nhân, con gái ông lại muốn giết chị Nặc của chúng tôi. Nhà họ Thẩm các người có phải là chán sống rồi không? Sự tình còn chưa được làm rõ, anh làm căng cái gì chứ? Lâm Nặc nói mấy câu là được rồi sao? Đừng quên chỗ này là ở trong nước, anh có tư cách gì gào thét vào mặt nhà họ Thẩm? Lâm Nặc là CEO của đại hạ, Khương Đào là người của đại hạ, Lâm Thiên là em trai của ả. Chuyện này chỉ có thể trách nhà họ Thẩm tôi không may. Bọn chúng liên thủ lại lừa gạt chúng tôi. Nếu như lời của toàn đại hạ đều không đáng tin, vậy cộng thêm nhà họ Lục tôi thì sao? Nhà họ Lục tôi có thể chứng minh mọi chuyện Lâm Nặc đã nói đều là thật. Các người cảm thấy đại hạ ở trong nước năng lực không đủ, nhà họ Lục tôi sẽ cùng các vị chơi một ván. Tôi thấy hơi khó chịu, tôi không muốn cãi nhau với các người. Giống dĩ tim của tôi đã không khỏe. Tim mày không ổn là chuyện của mày, liên quan gì tới tụi tao? Tôi đã nhìn rõ rồi. Hôm nay nếu như nhà họ Thẩm tôi không cúi đầu, nhà họ Lục sẽ tiếp tục chèn ép chúng tôi. Thường ngày
Hai nhà chúng ta chẳng ai chịu nhường ai, nhưng chính hôm nay các người đã có được ủng hộ từ tài chính hải lượng của tập đoàn Đại Hạ, đúng không? Ông đừng hiểu lầm, dù nhà họ Thẩm ông có nhận thua hay không, chuyện này tôi chắc chắn sẽ làm. Vậy cô muốn sao? Vậy đi, dứt khoát một chút, ông từ chức. Sự việc thành ra như vậy, nhà họ Thẩm sẽ không có ai ủng hộ ông nữa. Tôi vì chức vị này đã liều mình sống suốt mấy chục năm, cô bảo tôi từ chức à? Nếu tôi từ chức, không còn là gia chủ của nhà họ Thẩm, trở thành dân nghèo, cô bằng lòng bỏ qua cho bố con tôi sao? Mày thú vị đó. Mày dám đánh tao ư? Tao họ Thẩm, bố tao họ Thẩm, các anh em của tao cũng họ Thẩm. Ván cược này đã chơi không nổi nữa. Bọn tao dựa vào cái gì phải cùng một người ngoài như mày cược thêm một ván chứ? Xem ra mày vẫn là người thông minh nhất. Lâm Nặc, lần này là chúng tôi sai rồi. Tôi cũng sẽ từ chức, dâng mọi tài sản của tôi để đền bù. Ngoài ra, hắn có thể dẫn dắt nhà họ Thẩm tôi lên đỉnh cao, thì chính là gia chủ. Nếu hắn dám dồn nhà họ Thẩm xuống vực sâu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để hắn ngồi chức vụ này. Thẩm Thiên Nhân, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập tới chỉ quản bản thân, huống chi ông còn không phải người nhà họ Thẩm. Ông cũng quá tự cao rồi, tưởng rằng nhà họ Thẩm sẽ nổi điên cùng ông. Tôi sẽ thương lượng cùng tất cả mọi người nhà họ Thẩm tước đoạt vị trí gia chủ của hắn. Trần đại tiểu thư, hôm nay là ngày lành Đại Hạ cùng tập đoàn Trần thị ký kết. Mày đừng có làm mất vui đó, bắt đầu ký kết đi. Mày sao có thể? Còn muốn cùng tập đoàn Trần thị ký kết? Đương nhiên là muốn ký. Tao rất xem trọng sự phát triển của tập đoàn Trần thị, muốn cùng các người đạt thành chiến lược hợp tác lâu dài. Huống chi bố nuôi vừa mới nói muốn đem vị trí CEO nhường cho tôi, vậy tôi xúc tiến hợp tác đâu có vấn đề gì phải không? Đương nhiên không thành vấn đề. Mày sẽ không tốt bụng vậy đâu. Tao thật sự muốn ký, nhưng mà có một người phải cho mày gặp mặt. Sao bà ấy lại ở đây? Đương nhiên là ký kết. Ký kết với tập đoàn Trần Thiện liên quan gì tới bà ta? CEO đều không đến, cô lấy cái gì để ký kết? Mau đem cho cô ta xem đi. Sao có thể như vậy? Tô Dân, vậy mà lại là CEO. Nặc Nặc, đang trao đổi cái gì vậy? Sao mẹ nghe không hiểu gì hết? Mẹ, đây là Trần Tam Giáp. Vì bồi thường cho chúng ta, đã quyết định đem công ty giao cho mẹ để tạ lỗi. Công ty lớn như vậy là của mẹ rồi sao? Bà ta chỉ là người hầu trong nhà của tôi, dựa vào đâu chứ? Mày thật sự nên nhìn biểu cảm của mày bây giờ đi, đặc sắc cỡ nào. Bố, giúp con với. Là tôi có mắt không biết Thái Sơn. Xin lỗi, tôi tự nguyện từ bỏ chức vị gia chủ nhà họ Thẩm. Từ hôm nay trở đi, tôi cùng nó không còn là bố con. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Không hổ danh là thương nhân khét tiếng, gia chủ nhà họ Thẩm nhiều năm. Vì bảo toàn mình, ngay cả con gái ruột cũng có thể dứt bỏ. Lâm Nặc, xin tha cho tôi một con đường sống. Thẩm Thiên Nhân, tôi thấy ông cảm thấy bây giờ y học phát triển, muốn dựa vào khoa học kỹ thuật đẻ thêm một đứa. Giống chỉ tôi nhìn thấy ông đã mắc ói rồi. Bây giờ ngay cả cốt nhục duy nhất của ông mà ông cũng dứt bỏ, tôi càng thấy ghê tởm ông hơn. Tôi biến để gia chủ mới của nhà họ Thẩm tới đàm phán với tôi. Ra ngoài đi. Bây giờ bố đẻ của mày đã đi đời rồi, bố giả cũng không còn nữa. Để coi còn có ai giúp mày không. Lâm Nặc, xem như mày lợi hại. Mày nhớ kỹ cho tao, đừng nha. Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu đó. Chúng ta cùng nhau tính sổ. Chúng ta có nợ nần gì để tính chứ? Trước đây tao đã đọc tài liệu, phát hiện mày dùng danh nghĩa phòng làm việc cá nhân từ tập đoàn Trần Thị lấy đi một khoản tiền. Nhưng bây giờ tập đoàn Trần Thị là của mẹ tao, vậy thì mày nợ mẹ tao 300 vạn. Mày định trả làm sao đi? Nhắc nhở mày một câu, 300 vạn cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu mày không trả nổi, tao tin tưởng mày nhất định sẽ ngồi tù một xương. Nhưng mày đã từng là cô chủ của nhà họ Trần, có lẽ không muốn rơi vào tình cảnh như vậy. 300 vạn nhỏ xíu, chờ tao bán nhà đi rồi trả cho mày. Căn nhà của mày là tập đoàn Trần Thị mua với danh nghĩa công ty. Bây giờ đó đã là nhà của mẹ tao rồi. Cái gì?
Căn nhà lớn như vậy cũng là của mẹ luôn sao? Tao còn có xe, tao còn có rất nhiều xe. Nhưng tập đoàn Trần Thị mày lấy danh nghĩa tránh thuế để mua xe, bây giờ cũng là của mẹ tao rồi. Xe cũng là của mẹ luôn sao? Trần Mộng Như, tới giờ mày còn chưa nhận rõ tình cảnh của bản thân sao? Mày phá sản rồi, thẻ tín dụng của mày cũng bị chặn luôn rồi. Bây giờ đừng nói là 300 vạn, 300 tệ thôi thì mày cũng không có khả năng mà đưa ra nổi đâu. Đau tim quá, tôi muốn tới bệnh viện. Vốn dĩ tim tôi đã không khỏe. Tim không khỏe chính là lý do mày làm chuyện xấu xa sao? Tim không khỏe chính là cái cớ để mày bắt nạt mẹ của tao sao? Bây giờ mày nợ mẹ của tao 300 vạn, mày nói đi là đi sao? Đâu có dễ vậy. Mày muốn gì đi? Quỳ xuống. Bây giờ quỳ trước mặt của mẹ tao. Tổng cộng 22 viên trân châu, tìm đủ cho tôi. Quỳ xuống. Quỳ ở đây cả đêm cho tôi. Trần Mộng Như, tao đem những chuyện tốt trước đây mày từng làm với mẹ của tao, tất cả mọi thứ tao sẽ trả gấp bội cho mày. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Trần Thị cũng không phải là của mày, mà là của mẹ tao. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Tôi không chi nổi 300 vạn, xin hãy thư thả cho tôi. Đã quên bản thân cần nói gì rồi sao? Thật xin lỗi. Chính là cô đã ức hiếp tôi, khiến tôi khổ sở vô cùng. Từ đầu đã biết con bé là con của tôi rồi, có đúng hay không? Lại không cho tôi nói chuyện với con gái của tôi. Cô còn bắt tôi đi hại chết nó. Sao cô lại... sao cô có thể tàn độc tới như vậy chứ? Trên đời này tại sao lại có một loại người tàn nhẫn như cô, khiến mẹ con tôi tương tàn như vậy? Tôi suýt chút nữa là hại chết con gái của mình rồi. Cô không phải là con người, cô là súc sinh. Mẹ, mẹ đừng kích động. Không sao, chúng ta thắng rồi. Đừng khóc. Ả ta không phải con người, ả ta còn hung ác hơn cả súc sinh. Con biết mọi chuyện mà ả làm, con sẽ bắt ả đền bù gấp vạn lần. Mau nín đi. Đừng khóc mà. Lâm Thiên, dẫn ả và mẹ tới bệnh viện. Đừng khóc mà. Chị, ngồi đi. Mẹ đi trước đi. Các người ra ngoài hết đi. Tôi có chuyện muốn nói với bố nuôi của tôi. Dân. Chị Nặc, hôm nay em ở lại nhé. Được. Họ đã tính sổ với nhau xong rồi. Tiếp theo đến bố phải không? Vừa nãy vì sao không để Giang Đào đứng ra? Nếu như Giang Đào đứng ra, với tầm ảnh hưởng của con ở tập đoàn, đám cổ đông đó ngay lập tức sẽ bức bách bố thoái vị. Trước nay tôi hành xử đều ân quán rõ ràng. Năm đó tôi lưu vong ở hải ngoại là bố đã cung cấp mọi thứ cho tôi ăn mặc, học hành, nuôi nấng tôi khôn lớn. Đây chính là ơn huệ. Nhưng tôi cũng giúp bố tạo dựng Đại Hạ. Hai chúng ta không ai nợ ai. Bố còn giúp tôi tìm được hành tung của mẹ tôi, nhưng bố lại muốn hại tôi. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, coi như không ân không quán. Con coi trọng tình nghĩa như thế, khó trách tất cả mọi người nguyện theo ý con. Con không sợ bố quay về sẽ nuốt lời sao? Tôi vốn dĩ không tranh giành chức vị chủ tịch của bố. Bố vẫn tiếp tục ngồi ở chức vị đó. Vì sao? Các cổ đông của tập đoàn đều hướng về con, các cốt cán đều trung thành với con. Bố thật sự không hiểu nổi. Tuy tôi có vinh hoa phú quý, nhưng tôi cũng gây thù chuốc oán quá nhiều. Mấy năm trước sống vì Đại Hạ, giờ tôi chỉ muốn sống bên mẹ tôi thôi. Tôi không muốn một ngày nào đó lúc dẫn bẫy ra nước ngoài lại bị kẻ thù cầm súng chỉ vào đầu. Con tình nguyện vì mẹ mình an hưởng tuổi già mà từ bỏ quyền thế có được sau bao nhiêu năm sau?
Tôi muốn ở lại trong nước. Từ khi tôi có được chức CEO đại hạ trong nước, tới nay cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quay về. Thì ra lâu nay bố lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Sau này bố ở nước ngoài, tôi ở trong nước, tôi sẽ không quay về giành lấy chức vị đó đâu. Bố cũng đừng đến làm chứng mắt tôi. Chúng ta từ đây nước sông không phạm nước giếng. Từ hôm nay trở đi, không ân không quán. Không ân không quán, về sớm nghỉ ngơi đi. Bố nuôi à? Không, chủ tịch. Vào đi. Chị Nặc, chị cùng Triệu Lôi Đình đều quyết định xong chưa? Về sau ông ta ở nước ngoài, còn chị ở trong nước. Rất tốt. Như thế sau này nhà họ Lục em nâng đỡ, chị ở trong nước sẽ ngày càng phát triển. Chị đã nói từ lâu rồi. Chị dùng tất cả cổ phần ở tập đoàn đại hạ của chị đổi lấy nhà họ Lục ra tay. Cho nên từ giờ trở đi, mọi chuyện của tập đoàn đại hạ giao lại cho cậu. À phải rồi, chị còn định đem tất cả sản nghiệp của tập đoàn Trần Thị đóng gói bán cho cậu đó, cậu thấy sao? Vậy còn chị thì sao? Chị cũng kiếm đủ tiền rồi, cũng chịu khổ cực đủ rồi, muốn về hưu thôi. Chị muốn cùng mẹ của chị mua một căn nhà ở Giường để sống, sau đó mở một quán cà phê, từ đó ngày ngày trò chuyện về cuộc đời và chuyện nhà thôi. Chị Nặc. Nè nhóc con, chị hiểu tâm ý của cậu. Cậu rất thích chị phải không? Rất thích. Em rất yêu chị. Từ ngày đầu tiên em theo chị, em biết cả đời này em sẽ chỉ yêu mình chị. Chị chuẩn bị về hưu rồi, cậu sẽ là gia chủ tương lai của nhà họ Lục, hà tất phải làm như vậy? Vậy đi, chị hỏi cậu một câu nha. Nếu cậu trả lời đúng, chị sẽ xem xét. Được, chị hỏi đi. Vậy cậu có bằng lòng vì chị từ bỏ nhà họ Lục không? Không. Vừa nãy cậu nói là yêu người ta lắm. Đó là bởi vì em biết trong lòng chị, người nhà vĩnh viễn ở vị trí hàng đầu. Nếu như lúc nãy em vì một phụ nữ chưa hoàn toàn nhận lời em mà từ bỏ người nhà của em, chị nhất định sẽ xem thường em. Cậu nói đúng. Phải trân quý người nhà, yêu thương người nhà. Vậy chị và cậu cùng hẹn ước đi. Chờ chị bù đắp hết những thiếu sót vài năm nay, cậu hãy cùng chị đi ngắm hoàng hôn nha. Được. Con thỏ nhát gan bị người khác đánh, con thỏ lớn gan dám cắn diều hâu. Cuộc đời chỉ có một lần thôi, nếu cậu không lớn gan một chút sẽ tiếc nuối đó. Vậy em lớn gan nhé. Thật ra cậu có thể lớn gan hơn nữa. Được. Vậy tiếp theo đây, em muốn làm chuyện lớn gan nhất trong cuộc đời. Nặc Nặc, em có thể gọi chị thế này không? Nặc Nặc, anh thích em, anh cũng yêu em. Bất luận em là CEO của đại hạ hay là cô gái nhỏ chịu đủ ân oán giang hồ, anh đều sẽ yêu em. Anh hứa với em, chờ anh lo xong chuyện của tập đoàn đại hạ, anh sẽ dẫn em đi ngắm hoàng hôn, được không? Trước đây vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như có một ngày tìm được mẹ rồi, liệu bà ấy có giống những người mẹ khác, hối thúc chị tìm người yêu, hối thúc chị lấy chồng, sau đó rơi lệ trong hôn lễ của chị hay không? Có. Vậy còn em? Cũng sẽ thế. Có điều anh sẽ giúp em lau khô nước mắt. Với lại anh xin thề tuyệt đối sẽ không làm bẩn lớp trang điểm cô dâu của em. Giao hẹn vậy nha. Đã giao hẹn rồi. Đi đi. Chuyện ở đây giao cho cậu đó.
Vâng. Được, tôi biết rồi. Gia tộc đưa ra quyết định rồi. Sao rồi? Thứ nhất, hủy bỏ vị trí gia chủ của ông, trục xuất ông khỏi nhà họ Thẩm. Chuyện này tôi có thể chấp nhận. Còn có yêu cầu gì? Thứ hai, dâng nộp toàn bộ tài sản cá nhân của ông, bồi thường cho mẹ con Lâm Nặc và Tô Dân, cố có được sự tha thứ của họ. Không thể chừa một chút cho tôi à? Tôi đã ở tuổi này rồi, tôi còn muốn chừa lại chút tiền để lấy vợ khác thử tiếp xem. Không được, không được chừa lại chút nào cả. Ông cho Lâm Nặc bao nhiêu tiền, cô ấy không quan tâm. Điều cô ấy thật sự quan tâm chính là cuối cùng liệu ông có mất hết tất cả không. Gia tộc sao có thể làm thế với tôi chứ? Tôi cần cù vì gia tộc nhiều năm như vậy, kiếm nhiều tiền cho gia tộc như thế. Nếu không phải nhờ tôi, ai biết nhà họ Thẩm ở thủ đô chứ? Nếu như nhà họ Lục cùng Đại Hạ liên thủ lại đối phó với nhà họ Thẩm, không chỉ số tiền mà mấy năm nay ông kiếm được cho gia tộc, toàn bộ đều đền bù vào đó tất. Nhà họ Thẩm đều sẽ đứng trước bờ vực phá sản. Nói như vậy, gia tộc là muốn tả ma giết lừa, đem tôi hiến cho Lâm Nặc để có được sự tha thứ của ả à? Gia sản của tôi cũng phải đem toàn bộ dâng cho ả bồi thường ư? Đây không phải là thông báo, là mệnh lệnh. Nếu như còn không thể có được sự tha thứ của Lâm Nặc, nhà họ Thẩm sẽ đem hai chúng ta ra xử trước. Đến lúc đó không cần Lâm Nặc ra tay, chúng ta cũng sẽ bị thanh lý môn hộ. Hết rồi. Tôi mất hết rồi. Mất hết tài sản. Mất cả con gái. Tới bây giờ tôi không còn gì cả. Chấp nhận đi. Chí ít ông đã bảo toàn tính mạng. Muốn trách thì chỉ trách chúng tôi chọc giận nhầm người. Đều tại cậu, là cậu chưa làm tốt mọi chuyện. Bây giờ nói nhiều như vậy có ích gì sao? Còn có ích sao? Tôi đã thua rồi. Lục tổng, nghe nói cậu đã cầu hôn thành công Nặc Nặc rồi. Vậy tính về mặt họ hàng, tôi còn có bố vợ của cậu đó. Cái tên Nặc Nặc ông cũng xứng được gọi à? Còn nữa, ông dựa vào đâu cho rằng ông là bố vợ của tôi? Lâm Sơn, ông là cái thá gì mà đòi mắt hoàng làm họ với tôi hả? 15 năm trước, bởi vì hành vi xuất sinh của ông dẫn đến Nặc Nặc phải rời xa mẹ cô ấy, chịu nhiều đau khổ, mà ông nhờ Trần Tam Giáp được hưởng vinh hoa phú quý. Bây giờ Nặc Nặc muốn ông nhả hết ra. Nó muốn tôi làm gì? Cô ấy sẽ không làm gì cả. Chỉ là sẽ đơn phương tuyên bố dừng lại mọi hợp tác với ông. Cái gì? Không làm thế được. Lục tổng, cậu muốn dừng hợp tác với tôi? Tôi đã mất sạch công trình rồi. Như vậy tài chính của tôi không theo kịp. Tôi sẽ nợ rất nhiều tiền. Đúng, đây chính là điều Nặc Nặc muốn. Cô ấy sẽ chẳng làm gì cả. Còn ông vốn là không thuộc về vị trí này, vậy thì ngã ngựa cũng là hợp tình hợp lý. Số tiền tôi làm ăn đều là tư nhân xoay vòng vốn. Những chủ nợ kia không như ngân hàng đâu, họ sẽ xử tôi đó. Lâm Nặc, nó nhẫn tâm nhìn tôi bị hành hạ như thế sao? Tôi tốt xấu gì cũng là bố của nó. Về chuyện này, Nặc Nặc cũng đã có nghĩ cho ông. Nặc Nặc biết ông đã nợ một đám người xã hội đen một số tiền lớn, cho nên chúng tôi cũng sẽ luôn theo dõi động thái và hành tung của ông. Chỉ cần có người hỏi, chúng tôi sẽ miễn phí nói cho đám người kẻ thù của ông biết tung tích của ông. Sao nó có thể làm như thế với tôi chứ? Cô ấy có quyền hạn gì không thể làm như thế chứ? Nợ thì phải trả, vốn là chuyện thường tình. Lục tổng, đám người bên ngoài đó sẽ xử tôi đó. Tôi xin cậu, cậu hãy cho tôi gọi điện cho Nặc Nặc. Một cuộc điện thoại thôi là được. Cút, gọi điện cho Nặc Nặc. Ông xứng sao? Mau cút đi. Chẳng lẽ nó thật sự muốn tuyệt tình như thế sao? Tôi khuyên ông nên tranh thủ thời gian bỏ chạy đi. Bây giờ đi ra ngoài còn kịp, đã thông báo những người đó rồi. Các chủ nợ của ông có lẽ đang trên đường tới đây. Nhưng mà Lục tổng, có lẽ tôi vẫn ổn chứ? Nghĩa là sao? Anh xem, trước đây chị tôi bảo tôi đối phó với Trần Tam Giáp, tôi cũng ngoan ngoãn đi rồi. Cậu đã rõ ràng ân oán với gia đình rồi. Vậy thì tốt rồi. Nhưng cậu đừng vui vẻ quá sớm. Cậu còn nhớ Nặc Nặc đã hứa với mẹ một chuyện. Chuyện gì? Cô ấy hứa nhất định sẽ dạy dỗ cậu thật tốt, xử lý các văn kiện này. Cầm đi xem đi. Những cái này là tôi sai người hỏi han thuộc hạ và những đối tác hợp tác với cậu điều tra ra danh sách những người bị cậu ức hiếp. Đã nói sẽ dạy dỗ cậu thật tốt, vậy thì sẽ trả sạch những món nợ cậu còn nợ. Từ hôm nay trở đi, mỗi tuần ít nhất cậu phải có được sự thông cảm của năm đương sự. Thiếu một người, cậu sẽ mất đi một ngón tay. Tôi từng ức hiếp nhiều người thế này ư? Không cần biết cậu đền tiền hay quỳ xuống nhận lỗi, cậu đều phải chuộc tội vì những lỗi lầm hàng năm này đã phạm phải. Nặc Nặc nói rồi, cậu đã tán gia bại sản. Nhưng nếu cậu còn có thể được người ta tha thứ, cậu có thể có được công việc ở công ty tôi. Được, tôi nhất định bù đắp cho những người đã từng bị tôi tổn thương. Cố gắng sửa đổi, cố gắng phò tá Lục tổng. Phò tá tôi ư?
Chị cậu bảo cậu đến công ty tôi, cũng đâu có nói cho cậu làm trưởng phòng. Cậu chẳng học hành, cũng chẳng có năng lực. Vì sao tôi phải cho cậu làm cấp quản lý chứ? Không phải, Nặc Nặc là chị ruột của tôi. Vậy anh chính là anh rể của tôi. Tôi không làm cấp quản lý của công ty thì tôi làm chức vụ gì? Bắt đầu từ dọn dẹp nhà vệ sinh. Hả? Được rồi, đi nhanh đi. Khi chưa có ai tha thứ cho cậu, cậu không xứng gọi tôi là anh rể. Còn không đi mau đi. Sao anh còn dám gọi điện cho tôi? Tôi sẽ không dùng bữa với anh đâu. Cả đời này cũng không gặp anh đâu. Cô hiểu lầm rồi, không phải tôi gả cô đi dùng bữa. Vậy anh có chuyện gì? Tôi đã chuyển khoản cho cô 100 vạn. Xin lỗi. Anh đổi tính sao? Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Cô xem đi, đã nhận được tiền chưa? Lát nữa tôi gọi lại cho cô. Alo. Viện phí của người công nhân đó tôi đã chuyển khoản cho đội trưởng của các người rồi. Anh là Lâm Tổng à? Tôi nghe nói anh đã bán sạch công ty nhà cửa rồi. Tôi còn tưởng anh bỏ trốn rồi. Đâu có. Tôi chỉ là bán nhà thôi, bù đắp cho công ty. Anh xem đã nhận được tiền chưa. Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với anh. Tôi gửi tiền lại cho anh rồi. Tôi đã nói rồi đó, tôi không cần tiền. Nếu như tôi đòi tiền thì sớm đã đồng ý với anh được. Cô muốn gì? Thế nào cũng được. Chỉ cần cô có thể tha thứ cho tôi. Được. Lâm Thiên, không phải anh tài ba lắm sao? Không phải anh ngông cuồng lắm sao? Nếu anh thật sự muốn tạ lỗi, tối nay tới hội sở, ở trước mặt mọi người quỳ xuống tạ lỗi với tôi đi. Được, được, được. Rất cảm ơn cô. Là cô nói đó. Vậy tối nay tôi sẽ đến đúng giờ. Cô đừng đổi ý đó. Không phải chứ. Anh rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì vậy? Sao lại làm người tốt như vậy rồi? Vậy thì tôi chờ anh đó. Tháng này có lẽ là đủ rồi. Rốt cuộc còn phải có được sự tha thứ của bao nhiêu người đây? Ăn uống tử tế là được. Con phải cố gắng, đừng phụ kỳ vọng của chị con dành cho con. Được rồi, sao rồi? Em của con đó ở công ty làm việc chăm chỉ vô cùng. Bây giờ thì đã từ thực tập sinh được vào chính thức rồi đó. Tuy rằng không có tiền đồ gì lớn, nhưng cũng may mà được ấm no. Vẫn là người chị như con có bản lĩnh, thật sự đã dạy dỗ nó thành người rồi. Đường đời chính là phải sống chân thành. Lúc trước nó vì số tiền bất chính mà học hư. Bây giờ muốn làm cho nó tích cực hơn thì bắt nó kiếm tiền bằng đôi tay. Mẹ thấy giống như đang nằm mơ vậy đó. Tại sao? Mẹ có một căn nhà lớn như vậy, lại còn có một đứa con gái nghe lời và tài giỏi. Còn con trai cũng dần dần vào nề nếp. Nhớ lại trước đây, mẹ nghĩ cũng không cần phải nghĩ, trong mơ cũng chưa từng hạnh phúc như vậy. Thật ra hàng ngày lúc con ngủ, con cũng sợ một khi tỉnh lại sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mơ. Con bé ngốc, bây giờ cảm thấy còn giống nằm mơ sao? Vậy mẹ nhéo má thì một lần đi, nhéo mạnh vào. Con không thấy đâu, không biết là nằm mơ. Mẹ không có nỡ nhéo má con thật mạnh đâu. Mẹ đối với con nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng qua vậy đó. Rót trà đi. Bà chủ, cô chủ. Vậy tôi pha thêm bình trà. Quét sân chưa? Dạ quét rồi. Quần áo giặt chưa? Giặt rồi. Phơi chưa? Vẫn chưa phơi. Lề mề vậy sao? Chút chuyện này cũng làm không xong. Thật xin lỗi, tôi sẽ đi pha thêm bình trà, sau đó phơi quần áo. Nợ chúng ta bao nhiêu tiền vậy? Đủ để cô ta làm cả đời đó. Trước đây cũng là cô chủ, nếu như lòng dạ không xấu xa như vậy, cũng không tới mức rơi vào nông nỗi này. Cô rót trà gì vậy? Trà xanh. Cô không biết trà xanh vừa uống xong bây giờ nên pha hồng trà hay sao? Vậy thì tôi đi đun nước. Tuổi tác cao, tim không khỏe, cô lại cứ chọc cho tôi không vui vẻ như vậy hả? Đi đi. 22 viên trân châu, không được thiếu viên nào. Nhớ cho kỹ. Dạ nhớ rồi. Trước đây hàng ngày cô đều thích chơi trò này một lần. Hôm nay sáng trưa chiều tối, mỗi buổi chơi một lần. Cô cũng không chê chán chứ. Người ta nói con hẹp hòi, con thấy là di truyền từ mẹ đó. Nếu cô ta chỉ bắt nạt một mình mẹ, mẹ cũng không tới mức ghim thù. Cô ta lại muốn hại con, mẹ tuyệt đối không tha cho cô ta. Mẹ ghim thù, con cũng ghim thù.
không hổ danh là mẹ con. Dì ơi, chú Lục tới rồi sao? Cháu có mang ít đồ bổ cho dì. Chú Lục còn khách sáo như vậy nữa. Nào nào nào, uống cốc trà nóng đi. Chị Nặc, vậy em uống nhé. Trong điện thoại anh đâu có gọi như vậy. Nặc Nặc, chuyện em hứa với anh đều làm được rồi. Vậy em xem hai chúng ta. Anh hỏi mẹ đi, em đều nghe lời của mẹ đó. Dì ơi, cháu còn gọi là dì sao? Mẹ. Công viên giải trí chơi vui không? Dạ vui. Nhưng mà bố trước nay không dẫn con đi tới đó. Chỉ có mẹ dẫn con tới chơi thôi. Chờ con lớn lên kiếm được tiền nhất định sẽ dẫn theo mẹ đi chơi khắp nơi. Còn bé ngốc, kiếm được tiền hay không cũng không sao hết. Chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ là tốt rồi. Mẹ à, sao vậy? Mê cung trong công viên giải trí rộng vô cùng đó. Con còn bị lạc nữa. Đó là do con cứ chạy linh tinh. Nhưng tại sao mẹ có thể nhanh chóng tìm ra con vậy? Là bởi vì trong mắt của con là mê cung. Trong mắt của mẹ chỉ có con thôi. Nhưng mà nếu như con ở bên ngoài đi lạc mất, mẹ làm sao có thể nhanh chóng tìm ra con? Vậy con nhất định phải đứng yên đó để chờ mẹ. Mẹ nhất định sẽ tìm được con. Bất luận con đi đâu thì mẹ cũng sẽ tìm được con. Trừ phi sau này mẹ già rồi không đi lại nổi, hoặc là già rồi bị lẫn, bản thân còn đi lạc nữa. Con sẽ không để mẹ đi lạc đâu. Vậy sau này nếu như mẹ già thật rồi không đi nổi nữa, con phải làm sao? Vậy mẹ có đứng yên tại chỗ chờ con cũng không sao. Dù mẹ ở đâu thì ở đó, con sẽ mau chóng tìm được mẹ thôi. Chính bản thân con còn đi lạc bao nhiêu lần mà còn khoác lác có thể tìm được mẹ hay sao? Con không khoác lác. Này làm gì vậy? Con muốn giao hẹn với mẹ, đợi khi mẹ già đi, dù là đi tới đâu đều sẽ tìm được mẹ. Được rồi, chốt vậy nha. Móc tay 100 năm không được thay đổi. Đóng dấu. Đi thôi.